开始第十一到十三题。第十一到十三题是根据下面一段话。四十一岁的男子伊尔雅特只读过三年小学，却在三十五岁时重拾书本，苦读六年后取得了律师资格，你相信吗？伊尔雅特三岁时父母离异，他和母亲一起生活。看着常年有病的母亲异常艰难，伊尔雅特八岁离开学校，担起了家庭的重担。他开始卖报、卖糖果和一些小商品，和母亲过着半饥半饱的日子。伊尔雅特35岁成了一名公交司机。一天，一位女士在车上听着伊尔雅特风趣幽默的谈吐，忍不住大笑，对他说：你是一个有能力的人，应该继续去读书，然后做律师。伊尔雅特流露出一脸的迟疑，小声说：我这么大年龄了，能行吗？女士鼓励他，起码要尝试一下，不然你怎么知道自己不行？记住一句话，要相信自己，你是最棒的。伊尔雅特接受了女士的建议，经过六年的艰苦努力，终于改变了自己的人生。十一，以下哪一项符合伊尔雅特的经历？十二，是什么促使伊尔雅特继续读书？十三，根据这段话，可以知道什么？第十四到十七题是根据下面一段话。在很多孩子心中，爸爸是严厉的，而我正好相反。在我的记忆中，爸爸总是斯斯文文的，从来不会给人威严的感觉。我很喜欢亲近爸爸，年龄绝对不会阻挡我们之间的友谊。我小的时候，爸爸只要一有空，就会和我做游戏。晚上数着天上的星星，说着白马王子的故事。每每和爸爸在一起，我总能感觉到温暖。其实玩是次要的，爸爸的魅力主要表现在他有渊博的知识和无限的爱心。也许是学有家传，爸爸懂得特别多，在我的眼里，他绝对是本百科全书，上至天文，下至地理，早到人类的起源，迟到人类的未来，他都知道。我有时候会边打量他边问自己，爸爸的脑袋里怎么能装那么多知识，并暗暗下决心，我也要像爸爸那般有学问。爸爸的职业是医生，他的超级爱心还表现在他热爱他的职业，关爱他的每一位病人上。他医术高明，为病人着想。当年爸爸在日本读书，带回来一笔钱，很多人都以为我们家要发财了，可爸爸把大部分钱捐给了他住在大山中的病人家乡的一所小学。他说，这笔钱花在那里更值。十四，在我的心中，爸爸是个什么样的人？十五，我为什么说爸爸很有魅力？十六，关于爸爸知识渊博，下列哪项正确？十七，对医生爸爸的评价，下列哪项正确？
好的，你好，你好。那刘电脑满米粥呢？四四十一十一，岁，四十一岁。41岁的男子，一儿牙特，只读过三年小学，却在三十五岁，从事本硕，读后6年后取得了律师资格，你相信吗？Người đàn ông này tên là gì thầy? Thì tên tiếng Anh đó. Y ở giả伊thưa.伊雅特，伊尔雅特，伊尔Y 雅ở特，giả thưa. 伊雅特，我对了自己的，Y 哈哈哈哈。Y 哥雅特来登了，又在登中国怎的。么搞的？伊尔雅特，伊拉，伊拉，伊拉，我这这个这个啊，咋回？Người đàn ông 41 tuổi, chỉ học 3 năm tiểu học, nhưng năm 35 tuổi lại cầm sách lên, học hành chưa đủ 6 năm đã được tư cách luật sư. Bạn có tin không? Y ở giả thưa, san xuê sử, khu ngụ, lý y, tha hưởng mù chim y chỉ sinh hóa, khan lý chơ chẳng niên, Tráng chẳng niên khu chẳng mộ lý niên. tư tha hứa mủ chim y chỉ sưng húa Phụ ngủ lý y, tha hứa mù chim y chỉ sinh hứa. y Khan chỉ phần chơ y chỉ y chỉ y chỉ. cho y chỉ gọi chỉ đấy Y chỉ. đấy đấy có chịu khó phát âm thế cho nên nhiều khi thầy có không phải bỏ là đổ cho vùng miền đâu phải không ạ đấy y chỉ cái là bạn ấy phát Đúng rồi. âm luyện đọc được ngay Giống như tiếng Việt đi. Dạ. Thế em cứ từ chữ chỉ này là chữ giống như chữ R à? Qua là Vâng, thành chờ y y chỉ chỉ sinh hoạt y chỉ khang chơ y chỉ chỉ đạo đấy ạ dạ không y khang chơ chỉ thôi được rồi đọc đi à. dạ Thôi khang kệ chơ đấy chẳng ạ niệm tưởng dần dần không thường khang ai chơ đâu chẳng niệm dù khang chơ hiểu không chẳng niệm dù bi tờ ngủ chim y chẳng chen nản. Y ở giả thưa, ba xuê lý khai xuế xeo, tan chỉ là gia đình tờ trung tan, tha khai xứ mai bao, mai tháng của hứa ý xia xèo sang tiếng, mai tháng hứa của ngủ. mai tháng của mai tháng của hứa ý xia chào Mai tháng của hứa ý xia sang tiếng, chào sang sang thỉnh, xẻo xẻo sang sang thỉnh tiếng, à thỉnh nhỏ, xẻo sang tiếng, hứa à, ngủ mình cần chiên phải cua. hết sức lưu ý cái phát âm cái dấu ngã đấy không phát âm được Dạ. dấu dấu hỏi đấy dấu hỏi với dấu ngã cố gắng luyện nhiều vào Dạ. Dạ. Anh ba đấy. Hứa mù chi. Khăn ma. Anh Hứa ba mù giống giống cái hỏi. chi. Hứa Hứa mủ mù chim. chi. Vua Vua trợ. trợ. Vua trợ. Cái này là vua trợ. Ban Vua ban. Ban bao tờ trợ. du tử. Ban Y chữ chi ban ban bảo. chỉ. Ban chi ban bao tự du trợ. Ban bảo phải Ban chi bao. ban Ban bao bảo. ban bảo là bảo. no Đúng rồi. à. Bữa đói bữa no. Khi y ở giả thưa lên 3 tuổi, cha mẹ ly hôn, ông sống với mẹ, nhìn thấy mẹ vô cùng cực khổ, đau bệnh quanh năm, y ở giả thưa bỏ học năm 8 tuổi, ghét lấy trọng trách gia đình, anh bắt đầu bán báo kẹo và một số đồ lặt vặt. Cùng mẹ trải qua những ngày nửa đói nửa đói. Sống qua của mình dịch là sống sống qua Sống những thôi ngày lúc đói lúc no nhỉ. Nhưng mà em tưởng là trải qua vậy là của những sống trường hợp này mình là sống nói trong cụm từ là của sân khổ ha. Dạ. Y ở giả thưa 30 岁, chẳng là y miễn phong châu sư chi, ý thiên ý quê nữ sư, tại chưa sang thiên trơ y ở giả thưa, phân truy幽默的唐突，忍不住大笑。对他说：“你是一个有能力的人，应该继续去读书，然后，做律师。律师，律律师，师，律那么师，35岁，
Y ở giả thưa trở thành tài xế xe buýt. Một ngày một quý cô lên xe, nghe y ở giả thưa nói chuyện hài hước dí dỏm, nhịn không được cười lớn, nói với ông: anh là một người có năng lực nên tiếp tục học hành, sau này làm luật sư. Y ở giả thưa tiểu lưu chu liền tờ chữ Y y liền chèo sân lộ dạ chu y liền tờ chữ ý đúng không? lũ chu y liền tờ chỉ ý Lộ thành bốn không phải là lũ lũ lu hả, cái chữ này là lỗ quá, âm cái gì đó lộ ra ấy, chèo âm bằng sân việt rồi. Nói à. chung đó có lu mà liếu lũ chu Dạ dạ em đọc lộn. Sợ ừ. sân xua và cho mở ta niệm chinh là nắng xỉnh ma vị sư cụ ly tha chỉ mà giao chẳng sư ý xa phu rãn lì chờ mơ truy tao sư chỉ phu xỉnh chi chu ý chi hoa giao sang chinh chư chỉ lì sư truy ban tờ y ứa giả thưa cha sâu lợ lì sư tờ chen y chinh chinh phu lưu niệm tờ trang khủ nụ đi chuông bị cải biên lỡ chư chỉ tờ rảnh sân. Y ở giả thưa lộ rõ nét mặt do dự, ông hỏi nhỏ, ông nói nhỏ: tôi lớn tuổi như thế có thể sao? Cô động viên anh ít nhất là phải thử một chút mới biết mình có làm được hay không. Phải ghi nhớ điều này, bạn là giỏi nhất, nhớ câu này bạn là giỏi nhất. Y ở giả thưa cái này là cha sau tiếp nhận ý kiến đó của quý cô ha này. Cái gì thế nào đúng Y ở giả thưa cha sau là luật sư tại trên đi nghị là mà lời đề tiếp nghị nhận lời đề nghị ý kiến nhưng mà tự nhiên cái mình bỏ hai chữ quý cô cho đây thế nó của cô ấy cũng không được, không phải quý quý cô ấy hay ha. nữ sư là cô ấy là được rồi, bạn biết họ gọi là nữ sư. Y ở giả thưa chấp nhận lời gì ý kiến tiếp nhận ý kiến của cô ấy, trải qua 6 năm cực khổ nỗ lực cuối cùng đã thay đổi cuộc sống, đã thay đổi được cuộc sống của mình. Rồi, ok. Đó. Đi. Thì xa nào À thì phù à quên quên đầu câu hỏi y y xa nạ y xa khu cửa y ở giả thưa tờ chim đi. Điều nào dưới đây đúng với kinh nghiệm của y ở giả thưa? Ta an sư sư si xào sử hô tha hứa ma ma phù bể hợp với đi đọc là đâu phú khứa nhá, không phải là phủ khứa đâu nhá, em cứ đọc là phủ khứa, đọc là phú khứa. phú khứa dạ Ừ. yeah. Ma ma tô mấy thiên tô chưa bù thảo lúc nhỏ ông cùng mẹ ăn không no hả? Bữa đói bữa no à? Bữa đói bữa no. À, tại đấy là mấy thiên tâu chưa bu Này, thảo ban bảo đây này, ban chi ban bảo chi chi ở là đói. Mấy thiên dạ cô chư tại bu nó bảo trong đáp án là để bảo dạ bảo từ bữa nói bữa no à? dạ sư sư sở mơ chu su chu sử Chú sử y thúc đẩy chu sử y ở giả sử thúc đẩy y ở giả thưa trên chi 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 suy tú su chi suy tú su điều gì thúc đẩy khiến y ở giả thưa tiếp tục học? Ta sư sư ai nữ sư tờ y phan khua hả y phan khua một buổi nói chuyện của cô gái cân chi trái toàn hoa khởi gì chưa tao sớm mơ căn cứ vào bài này bài văn có thể biết được điều gì? Ta sư sư si y ở giả thưa vô mô triển khăn hả trẻ khăn chu su đáp án là gì đây? đáp án C Câu 13 là ý C. em quên dịch này trẻ khăn chu su Hình dạng à, đây rồi. Đáp án là C. Giờ thưa yêu yêu mua mua chứa khẩn phụ thu.
chị khẩn chu su, chị khẩn chu su. Quyết tâm bỏ ra công sức phụ chu. Rồi. Thì chứ nào. Câu cái câu 13 khó phết nhỉ. Tiếp theo câu 14 ạ, thứ sư à thứ sư tao sư chi ạ. Thầy Nhật ạ. Đây khẩn tu ạ. Trai hẳn của hái trụ sinh hái trụ sinh chung và ba sư dẫn dẫn đi tạ ở quả Cái trong này đã họ nghe đâu phải? nghe rồi Đã. nghe rồi nghe Nghe lúc rồi nãy à? vâng À, vâng rồi. Mai đi đâu đấy mà giờ mới nhào vô đấy Mai ơi, Em đang đi Hà Nội về mệt quá rồi ạ. À? Vừa ốm vừa thế mệt. à, thế Vâng, ok ạ. À. Nhưng mà gặp mọi người nó tỉnh hẳn rồi đấy. đấy. Vâng, thầy đọc đi ạ. Bà hái chữ xin chung ba ba sư dán đi tạ ở của trong hảo sang phản trai của tạ chi y chung ba ba trùng sư chi 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 quấn quấn tạ quân quân tạ Quấn 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 tạ súng nái cố hơi cày dần sư quấn quấn chứ ạ. sư sư quấn quấn chứ nhỉ đấy Quấn quấn mà thầy đọc là quân quân thì đọc có sai không không Không, thầy đọc là chi chi quấn quấn thầy ạ. Vâng, chi Quấn chi quấn 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 thì phải đúng. Sư sư quấn vâng quấn thật. Chú vâng quấn đi. thì trong cái bài vừa rồi mình có cái câu này mà vâng Lớp mình mọi người mình có một cái góp ý này nhé, là cái phiên âm cái âm cơ bản của mọi người bị sai nhiều, ví dụ từ sư 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 quấn sư quấn à, sư sư quấn quấn đó vâng đấy, là cái phát âm của mọi người chưa được, bằng ví sư dụ như là cái sư âm sư vừa vân nãy là vân sư sư vân vân thì chỉ không phải là phát âm đúng đâu, không phải là phát âm là sư sư quấn quấn đâu, sư sư vân vân sư là âm bồi rồi, sư vâng sư âm rất vâng là mạnh luôn ấy, sư sư quấn quấn thì chứ sờ nhẹ gì nhỉ, không phải sờ nhẹ hay sờ nặng mà lưỡi ở đâu răng ở đâu nó có cái vị trí của nó hết, chứ không vâng phải là sờ nhẹ sờ nặng, ví dụ như từ y y chỉ vừa nãy không phải là chỉ là trái chi hiểu chỉ như thầy Nhật đâu, mà là cái âm đấy là sẽ phải lưỡi xuống dưới chỉ y chỉ đấy, không tức nó là là cái âm chuẩn. bảo bảo mấy bạn đấy bảo rằng là chỉ cố gắng bạn ấy hướng dẫn thế để cho bạn ấy phát âm ra cái dấu ngã mới dấu hỏi đấy nhưng Vâng, thì mà tại vì là những cái hát SK mấy thì mình không quan trọng, chúng ta không quan trọng. Hát SK3, hát SK2 thì không quan trọng là, nhưng đến hát SK5 thì mọi người phải rèn cái phát âm. ví dụ như là mình ấy chẳng hạn ví dụ mình phát âm nếu đúng phải là hái chữ chữ nhưng mà ví dụ như là bình thường nhưng mà như Hai người Việt mình bằng hái chữ ấy thế nhưng mà bình thường cái như người Việt Nam mà nếu mà đọc âm luyến đấy ra là hai răng khép lại thầy ạ. đấy, đấy hai Chứ không răng phải khép cắt lại cái âm đấy. Vâng, đấy, không phải để thích để đâu, linh đây tung để đâu. vâng Sư. lưỡi để ở chân răng hai răng khép lại sự sự đấy Lưỡi chân răng hàm trên hơi ra ra hai răng cửa. Cái chữ. Thế nào chả dạy bài đấy. Thầy thấy thấy chẳng dễ em gì Mọi người phải học từ đầu cơ, đến tầm này sai thì kệ thôi, tầm này sai sửa làm sao được, tầm này sai là mình phải nghe băng nhiều mình tự chỉnh thôi, chứ mình cứ ngồi mình chỉnh thế này thì cả buổi cái đây có phải học phát âm đâu, mình học nâng cao mà mình cứ chỉnh phát âm không cần thiết. à. Thế Mình thì phải mới nghe nói là cái giai đoạn trước giai ấy, đoạn cái trước giai đoạn ấy, trước đã trước sai thì bây giờ HTK1 chị ấy, đúng rồi, bây giờ sai thì thành bản năng rồi, như kiểu thầy thầy Nhật đọc số 9 ấy, mình đọc là chiểu, thầy cứ chiểu 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 rồi cũng sửa mãi thì nó chỉ được thế thôi, không cần thiết. đâu chiều Chiều đúng rồi thầy ạ, chiều chuẩn đấy thầy ạ, thầy Nhật cứ tươi chịu chiều. chịu chiều 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 thú sư chiều tại Đấy không vì chịu không mình bị biết nhầm được cái đọc âm sắc hình chửi là được. mình lúc nói nhanh là bị nhầm à lúc mình đọc cả câu bị thì mình thấy nhầm nhầm sang cái âm là chiều tiểu là chín đấy ạ à? Vâng vâng kiểu ấy thôi đọc đi cả nhà ơi đọc thì thôi kệ nó không sao đâu. cha vâng cha hạt và hai chữ Hiểu là xin được. chung dán đi tạ ở chân hảo sang thản trai của tạ chi y chung ba ba trùng sư chi gì quấn quấn tạ chúng nái phú huy cảnh dẫn quay dán tạ cản chế của hấn sĩ hoan xin chin ba ba lén trinh Chin chin, tôi xin chin chin chin.
chin chin đi thầy, chin chin đây là đúng thân rồi. cận đấy, chin chin ba ba. Nén sinh chế tôi bố hơi chú tảng của mân chư chen tợ hiểu y của ố xẻo sứ hâu ba ba chữ giao y chữ khung chiêu hơi hứa hứa của chua diếu si quản sang xoay trợ Xu chưa? Xu. Xu vàng, vàng, xu vàng. Xu chứ, xu thành một chứ thầy. Thành bốn là động từ đếm là xu. À vâng, xu vàng, xu trợ vàng, xu trợ khen sang và xinh xinh. À thôi, đọc là xu, nhầm, nhầm. Xu chứ. Xu. Xu với thầy. Động từ đếm là thành ba, xu trợ. Còn danh từ số thì đọc là xu. Nó có hai âm đọc. Xu chữ, xu trợ. Đọc đúng rồi thì đọc cái sửa đi. Số trợ bằng thầy sửa sai. Số trợ khen sang tợ sinh sinh à, xua trợ à, bái mã quán tự tợ cu sử à, mấy mảy hứa à, mấy mảy hứa ba trai y chỉ à, úa trụng lứng à, cản chế tao à, uân đoạn. Đấy. Mai dịch hộ đi Mai ơi, nay mai, mai dịch đi, một người đọc một người dịch cho nó xong ca hoàn mỹ. À hôm nay Hằng đi, yêu cầu Hằng. Thầy Hằng dịch đi Hằng đúng không ạ? Em đang có Mai biết. Dịch, Mai Dịch ở Hà Nội có phường Mai Dịch ấy thầy. ở trong tâm trí của rất nhiều đứa trẻ, bố là một người rất là uy nghiêm. Nghiêm khắc. Nhưng mà nghiêm mà khắc. Đối với tôi thì lại phản nghịch. Đối với ở tôi trong thì lại ngược lại. Ngược lại. Và ngược lại à. Ở trong trí nhớ của tôi, bố luôn luôn là một người mảnh mai, nho nhã, rất siêu lớn mảnh mai, nho nhã. Nhã. Dạ. À, nên để ở trong ký ức của tôi chứ đừng trí nhớ nó khác với ký ức, vì ký ức là tức là nó đã nặng sâu và nó đầm xuống hơn là cái trí nhớ, cả nhà hiểu không? Chứ nhiều khi những cái từ Hán Việt của mình ấy để nguyên thì nó hay hơn ạ. Ừ, trong ký ức của tôi. Đúng rồi. Trong ký ức của tôi, bố là một người rất là nho nhã. Từ trước đến nay đối với người khác thì cảm thấy rất là à, sư sư quấn quấn thì cũng có thể là lịch lãm được đấy ạ. À. Vâng, lịch lãm đấy. Từ trước đến nay luôn cho luôn à, không bao giờ cho người khác ý, bú khuây kể lên, không để cho người khác cảm giác uy nghiêm, là một người nghiêm uy khắc. Nghiêm ạ. Người uy nghiêm à, nhưng mà tôi rất là thích để gần gũi với bố. Tuổi tác đối với à, tuổi tác không thể ngăn cản được tình cảm giữa tôi và bố. À, lúc mà tôi còn nhỏ thì bố khi mà rảnh rỗi thì sẽ cùng với tôi chơi trò chơi. Đến tối thì sẽ đếm sao trên trời. À, nói kể câu chuyện hoàng tử bạch mã, hoàng tử và bạch mã, thằng bạch mã hoàng mấy mẩy hứa ba bà trai chị, mấy mẩy là mấy mẩy là tên người mỗi khi à, phụ sứ à, mấy mẩy hứa ba bà à, mỗi khi à, tên người mấy mỗi khi mỗi hứa ba ba trai chỉ tức là từng ngày một với cùng sống cùng với ba tôi đấy, hoặc ở ở cùng với bố tôi đi. Ôi với tha treo mấy mẹ. Mỗi khi cùng với mỗi bố. Mỗi khi thầy ạ. Vâng đấy, mỗi khi ở cùng với mỗi bố khi tôi. Cùng với bố thì tôi luôn cảm thấy rất là ấm áp. Vâng. Chí sứ quán sư à, quán sư sư giao tợ ba ba tợ mấy ly chứ nhỉ? Vâng. Mấy ly. À mấy ly. Vâng. Mấy ly chủ giao biểu hiện à, trai tha hiểu. Ừ, chết rồi. Từ này là từ gì thành nhỉ? Duyên bố. Duyên bác. Ô, sao lại nhầm chữ? Khoan khoan khoan. Sao lại nhầm cái chữ duyên? Chết rồi. Lại quên cái từ này là thế nào nhỉ? Chữ này trong chùa biết nhiều rồi. Đấy thế mình mới tự trách mình chứ này. Cái từ này là Duyên đấy ạ. Dạ. Duyên đấy. Thầy thế quên tên em thì mới bị trách thầy ạ. À. Bình thường. Chuyên bố và tạ chư sư không phải phải ghi cái từ này vào vâng chư sư
Hứa ú chen tờ ai xin. À, dễ sử sư xế diệu che choan ba ba tổng tờ thưa bía tua. Chai ủa tờ diễn tỷ tha. Chế tôi sư bẩn bài khưa chán sụ. Bài khưa. Bài khưa chán sụ. Bài khưa chán sụ. Sang chư thèn quấn. Xe chữ tờ lý. Xe chữ tỷ lý. À, tỷ lý. Ờ, đúng rồi, tỷ lý. Xe chữ tỷ lý. À, chả tao dẫn đây tờ chỉ duyên. Chứ tao dẫn đây tờ quay lái. À, tha tâu chư tao. Ủa dẻo sứ hâu. Huê bèn tả liên. Tha bèn quân chư chỉ. Ba ba tờ lão tai lỉ. Trần mơ lấn. À, lấn tai. Choang, choang. Choang. À, vâng. Mặc kệ. Vâng. Lấn choang, na mơ, tua chư sự. À, bình an an xe chuế xin. Ủa dẻ gieo xiang ba ba. À, la ban. À, dẻo xuế quân. Dạ. Thực ra thì mỗi lần mà chơi với... Mỗi lần chơi vui chơi ạ. Thì cái... Đó, 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 đó. Kỳ thực chơi là thứ mê yếu. Lực. No, no, sư no. Sư yếu, thứ phụ ạ. Vâng, trò chơi chỉ là thứ phụ ạ. Thứ yếu, cứ nói là thứ yếu được rồi. Thứ phụ cái gì? Mê ly. Mê lực, sức, ma lực. Sức hút của bố chủ sức, yếu là thể sức. Hiện. Là cái sự uyên bác mà ông ấy thể hiện. Và cái kiến thức thức uyên bác. Và kiến và uyên tình bác yêu vô và hạn. Tình yêu thương vô hạn của ông ấy. Đó. Của ông ấy. Có lẽ cũng là chuyên gia cha choán là di truyền à? Di không. Truyền nghề học không gia đình có lẽ ông ấy là một cái người chuyên gia về chuyên chuyên gia có học hoặc là chuyên gia về học thức đấy không ba phải thầy ơi cái này cha cái này choán không là phải đâu gia thầy ạ. gia Gia truyền truyền gia truyền có lẽ là cái việc học là có tính di truyền sự cũng kỳ di à, có truyền gen hoặc là được kế thừa ấy. Gọi là và sự có gen hoặc mong là được kế thừa từ gia đình ấy việc học có sự kế thừa từ gia đình là có cái sự mà kế thừa từ gia đình cho nên ba tôi là hiểu được rất nhiều thứ phải không ạ? Đúng rồi. Ừ. Trong con mắt của tôi ông ấy cũng tuyệt đối ông ấy giống như là một cái cuốn bách khoa toàn thư đấy. Đúng rồi. Dịch tiếp đi. Bằng trên thông thiên văn mà dưới thì tường địa lý ạ. Đúng rồi. Đúng. Đấy. Sớm đã sớm từ lúc mà con người nguyên à, chỉ duyên lúc mà con người mới bắt đầu đấy từ lúc loài mà người mới khởi bắt đầu đến lúc mà đến tương lai của nhân loại sau à, này của bố nhân đều loại biết bố vâng. đều biết tôi có lúc sẽ nhìn nhìn bố nhìn ngắm bố và tự hỏi mình trong đầu bố sao Sao lại có thể có nhiều cái kiến thức như đựng được thế nhiều kiến thức như vậy này sao lại ừ. có lúc tôi có lúc tôi có lúc qua vừa quan sát bố vừa tự hỏi mình tại sao À, lại trong đầu của bố tại sao lại có thể chứa đựng nhiều kiến thức như vậy vâng. Vừa quan sát vừa tự hỏi vâng. và âm xin thầm là tự mình quyết định hạ quyết và âm thầm hạ quyết âm tâm thầm quyết định vâng. Âm thầm hạ tôi quyết cũng tâm muốn giống như bố có học thức như vậy. Đấy. Vâng. Ta ba tạ chữ dê sư y sân tha tạ treo chí ai xin hái đẻo xem hai tha chú số ai tha tạ chữ dê giữa ai giữa ai giữa ai sư ai thầy chú dê tha tạ chữ dê quan ai tha tạ mẩy y quay bình dẫn sang ý quay tha ý quay vâng mẩy ý quay bình dẫn sang tha y su cao mình quay bình dẫn trợ sản tang nén ba ba chúa xẻng cha chúa xẻng quay bình dẫn chúa xẻng à chúa xẻng vâng chúa xẻng chúa xẻng trước chúng ta có ý chén của mình sẽ qua là quay rấn chúa xẻng ấy có một hôm học cái cụm đấy rồi quay rấn chúa xẻng trên chữ quay bình rấn chúa xẻng vâng tang nén ba ba chai
dư bẩn tú su tai huế nói y bị chém hận cua rấn tâu ỉ quấy quả mân cha giao tha trái là hứa ba ba bả ta bù phân chén khở đấy khở ba 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 vâng khở ba ba bả ta bù phân chén choan cậy là tha chu trai ta san trung tập binh dẫn che xiang tợ y thinh y sủa y sủa sư tung sứ chuyên cậy vâng y chuyên cậy xảo xuế tha xua chưa bị chén hoa trai na nỉ tên chữ tên tên chữ cân 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 chữ cân chữ cân chữ vâng à nghề nghiệp của bố là làm bác sĩ ạ. Anh ấy bố tôi đâu, đâu, có đâu. Một đâu, trái đâu, tim đâu. Trao trí cái tình yêu siêu... vô hạn của bố còn thể hiện ở cái nghề mà ông ấy yêu thích, còn thể hiện là nghề mà anh ấy yêu thích. Ừ. Nghề bác sĩ ạ. Quan tâm đến mỗi bệnh nhân. Quan ở tâm mỗi ở, ở mỗi bệnh nhân mà ông ấy quan tâm. À đúng, ở ở mỗi bệnh nhân mỗi yêu nhân thương. Thấy. Mấy cơ mấy vâng. người yên lẫn qua lại quan, này. Quan tâm và yêu thương quan, được. Quan tâm và yêu thương quan ông tâm ấy. Đến mỗi bệnh nhân ạ. Không phải ông ấy quan tâm đến bệnh nhân mà bệnh nhân quan tâm và yêu thương ông ấy. Quan ai quan à à tôi 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 quan ai tha tha tầm ấy đỏ ơi à mày mỗi bệnh y nhân bình quan lớn tâm đến anh ấy yêu anh ấy đâu yêu quan thương tâm bố và à yêu mỗi thương đến mỗi bệnh nhân của ông ấy quan ai tha tự quan ai tha tầm mày cứ à, mày ý quay bình lớn sao thế cái cụm danh từ ấy là tha tôi mẩy ý quậy pin rấn đúng rồi thì mỗi người bệnh quan của tâm bố và đấy yêu thương đúng đến không? mỗi bệnh nhân của ông ấy. Đúng rồi, ông ấy quan tâm và yêu thương đến mỗi bệnh nhân. Vâng, y thuật của bố thì rất là cao minh, Rất là cao tay. luôn nghĩ Y thuật của cho bố thì rất là giỏi. Giỏi, Giỏi. cao tay cũng được. Luôn nghĩ cho những người bệnh. À. Năm ấy bố tôi ở Nhật Bản đi học ở Nhật Bản thì mang về Tang nén một năm sấp ấy tiền. là năm nay thấy tang Đã. nén Năm là năm ấy. đó. Năm đó. Năm ấy Năm đấy, đó. năm đó đấy. Đó. Mang Năm về đó ông ấy một sang Nhật sấp Bản tiền. mang về một khoản tiền, một Mang về khoản một khoản tiền. tiền. Rất nhiều người nghĩ là chúng tôi đã phát tài rồi. Nhưng mà bố thì lại mang cái phần tiền đấy quyên góp cho Mang hầu hết số tiền đó và Phần ta bộ phần ở chén. đa bộ phận là toàn bộ gần hết đại bộ phận à. Mang hầu hết số tiền đó quyên góp cho những bệnh nhân ở một trường tiểu học Quyên góp trên cho một núi. trường tiểu học. Quyên Trên góp núi cho ạ. một trường tiểu học ở quê hương của một bệnh nhân mà ông ấy từng sống Tại Đại à, Sơn. À, Sơn ông ấy từng sống danh. ở Đại Sơn. Là Đại Sơn. Quyên góp cho một trường tiểu học là quê hương của một bệnh nhân ông ấy từng sống ở Đại Sơn. Là nơi ông ấy đã từng sống ở Đại Sơn. Hiểu vậy. Đúng rồi. Không, ta sơn trung là có nghĩa là trong vùng núi đấy ạ. À? Và đương nhiên là nhưng mà Ông đây là biết tên địa danh nhé. này Không. cái này thì mình cũng không biết là nó là địa danh hay là nó là vùng, vì dù có Không. thể là Tà Sơn nếu mà nó là địa danh thì nó là Đại Không. Sơn, còn Không. nếu mà dùng Tóm lại núi là vùng núi cao cũng được. trong Đúng vùng rồi núi vùng à, à. trong vùng núi và anh ấy nghĩ cái khoản tiền này tiêu ở đó thì rất là xứng đáng ạ. đúng thì rồi thì giá xứng trị đáng hơn. hơn cân chứ Và ở ông ấy đáng nói hơn rằng cái khoản tiền này dùng ở nơi đó thì xứng đáng hơn. xứng đáng hơn đấy. Xin chào bạn. Sự Hai quả tạ xin chung ba ba sư cưa sở mơ giang tạ đấn. Tạ an sư. Đây câu mười mấy nhỉ? Câu 14 là thầy. À câu 14 tạ. Đi. Sử phân chi quân. Quấn. Sư Sử phân sư huấn vậy tiếp theo sử sư ủ Vâng, sư ổ của quê sầm mê xua ba ba thánh diệu mê ly. Mấy ly. mây ly À, mây ly à thầy? Mây vâng ly. Mây ly à. Sư cút. ta an sư Cái nhân vật của này vì sao mà
lại nói là bố là có cái rất 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 nhiều cái số. An sư ơi, tha quan ai mảy y quay bình đấn. Ông ấy yêu thương, quan tâm yêu thương chăm sóc tới mỗi bệnh nhân, tới từng 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 bệnh nhân, tới từng bệnh nhân. Vâng. Vâng. Vâng, sư liêu. Quan quý ba ba chú sư yên bùa. Yên bùa. Yên bùa. Liên quan đến cái kiến thức uyên bác của cái người bố đấy, xe này là xem chân chê. Điều này dưới đây điều gì là đúng? Tả an sư đi. Khởi ý xua ba ba sở mơ tâu chư tao. Xem chân chê. Đấy, tả an sư si ba ba sư trình dê và cửa trình dê tờ hảo y sân trình dê rồi kinh nghiệp một bác sĩ yêu nghề. Vâng, hôm nay có nhận tiền không nhỉ? Tôn trọng yêu nghề không mấy không nhận tiền thì chỉ nhận phong bì thôi chứ không chén mà hảo spa nào. Sư ba đến chị Mai nào. Chính sản chu dầu nếu ủy viên đầy ý chàng câu bị lỗi rồi. Mai ơi. Dạ. Bài này chẳng biết câu nào bị lỗi cả thầy ạ. Cái bài khó thật ấy. Xem đáp án. Đấy, câu A bị chẳng lỗi. Biết án ở đâu. Đấy. Câu nào ạ? Mấy không á? 20 mà, 20 mà. 18 chứ. 18 hay 20. À. Câu A. Đây. Câu A bị lỗi đây. 18 hay 20. Chưa đọc đâu. Thôi cứ đọc rồi nhé. Bạn nào tra cái bài này rồi đọc đi. Mình chưa tra. Thôi cứ đọc nhé. Trinh sần tí cơ. Y lũy quang trao trai ma mặt lẻn sang. Xẻn tứ. Quang trải trao rấn. Trinh trấn là cái ánh sáng à? Trinh trấn là sáng sớm đấy chị. Cái ánh sáng là ánh mặt trời, một tia ánh mặt trời vào buổi sáng chiếu chiếu dọi vào khuôn mặt của mẹ thì cho thấy thì thấy gì? Con trải trao thì thấy là gì? Ánh sáng rực rỡ thấy rực rỡ chiếu vào người thì cho thấy là ánh sáng rực rỡ. Sai ở đâu nhỉ? Chỗ này sai ạ. Trinh trấn là y lũy giáng quang trào trải ma mạn tại lén sàng giản tứa quang trải. Cái mình nghĩ là sai ở cái cụm từ là quang trải trào rấn. Đúng rồi. Thì thực ra cái quang trải trào rấn là cái ánh sáng rực rỡ, nó dùng cho cái gì đó rất là lớn lớn lao. Còn cái ánh mặt trời mà chiếu trên mặt mẹ thì nó chỉ là nó là xẻn đứa khẩn trinh trải đó rực rỡ sáng lan trinh sáng lan sáng lan cũng được sáng lan là được đúng không? Chứ tự nhiên cho cái cụm từ quang trải trao rấn này quang nghe nó hơi lớn trao rấn là nó rất là chói lọi sáng chói ấy. Vâng. Thì cái ánh sáng chiếu trên mặt thì nó dùng cho người nào xuất sắc ấy. Vâng. Thì toát ra cái ánh sáng ví dụ là học vấn xuất sắc toát ra thì nó mới có cái từ này. Ừ. Có thể là từ hoặc là vĩ nhân của mình có thể giải chống là xem tựa xẻn tứa nào quan rực rỡ xẻn tứa xa lan thử dịch lại cái câu vừa rồi nghe cái câu vừa rồi dịch lúng cúng lắm em đã dịch đâu thầy được rồi ạ. Ánh cái ánh mặt trời vào buổi sáng sớm tia nắng đầu tiên dọi vào thế em đọc không thầy dịch nhá. Vâng. Tia nắng đầu tiên buổi sáng sớm chiếu trên khuôn mặt mẹ thì toát lên cái ánh sáng sáng lạ thật rạng rỡ sáng lạ toàn rạng rỡ. Em đi. Đọc thầy dịch nhé thầy nhé. Chiêu tung chi chi chú là sư hứa hơ hùng trá pha xào là khay trá dễ sư cú trợ là chèn chứa cái vào mùa đông ngoài ngoài việc cái thích hợp khi mà uống hồng trà thì cái trà đen lên men cũng là một sự lựa chọn rất là tốt.
là mùa thu và À, mùa trong đông, trắng. và mùa thu và mùa đông. Ừ. À, ok. Và mùa thu mùa đông. Trong trắng rến mấy thiên bảo trừng này này tan nải khứa tâu trừ phỉnh đỡ sơ rụ mấy bi yào mấy bi yào chạy bổ trung tan bài trứ tan bài trứ Tam bài chữ trừ hay trứ này chữ tam bài thứ hai ông đọc à, nếu mà bình blue thường nó là đọc là chữ đọc bình thường nó là bài chữ trừ trừ len đấy nhưng mà cái này là bài tan chữ bài trứ chứ và tan bài nó là protein protein thì sẽ là tan bài trứ protein đâu và là tam bài chữ nó đứng một mình đấy nó thứ đi với hai từ ông trừ đọc len thì sẽ là tan bốn trừ len à, là đạm đấy ạ. Vâng, đạm protein. protein à? À, người Vâng, bình thường mỗi ngày cần đảm bảo cái sự hấp thu các sản phẩm làm từ đựa làm từ đậu và cái gì đấy cái lượng thịt đấy, đảm bảo cái lượng sữa thịt trứng 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 và à, sữa đúng rồi đảm bảo được thịt trứng sữa không nhất các thiết sản phải phẩm bổ trong sung lành không nhất không thiết phải các sản các phẩm làm từ đậu lành em dịch rồi vâng đấy vâng không cần người bổ bình thường mỗi ngày cần phải đảm bảo việc bổ sung các sản phẩm từ đậu lành và thịt trứng sữa không nhất vâng thiết bổ sung protein protein. Đó, tiếp phụ thủng úy đây là cái từ tai nhắn chị à phụ tài thủng xe úy sợ tai xe sẩm chỗ ấy công sư chủ quản đó chứ nữ sự tuy tự chỉ là chứ quy khoa quy khoa sự trung phê trắng minh chuyển tuy úy không giống tuy như anh phụ thủng đại úy không giống như anh đại á đúng rồi. tai là âm phản âm là Ai gì thầy sư sư cơ dẫn sinh miếng đây là đây thầy đây đây là chữ tai đấy ạ. Vâng. ai Không tai giống như ông tai, không giống như ông tai. đấy không giống như ông À đại ông tai à tai mà âm vâng ở bên là đại mà Hán Việt em là tai à vâng, chữ tai đấy ạ. thầy thầy Nhật dịch đi ạ Không giống như là ông tai ấy. Bà Thi giám đốc của công ty ấy, luôn là rất là rõ ràng về cái kế hoạch nghề nghiệp của bản thân mình. đấy đúng không? Kế hoạch nghề nghiệp của mình đúng không ạ? Tiếp theo Trung sự triệu sự sử dụng là từ đầu đến cuối ý hoàng ú chi đại hải rằng của sư sư suy à sư suy rú cháu đúng không tôi xin rủ cháu từ tiếp tiếp theo là gì đó xuân xuân chen chen xuân chen hiểu là chẳng cái không gì đây ở đây tu không pha nhỉ chính cảnh su và pha uy quang su tức là pha cái câu đúng này nó rất là văn văn vẻ đấy ạ. Nó rồi rất là văn vẻ. Có nghĩa là khi mà cứ nhìn tự cái hoàng câu giá đọc ở đọc đấy chưa chưa đọc xong ạ xuân à, từ chen từ từ thầy là ơi quang xuân chữ quang xuân chen hiểu là chẳng su pha xuyến nhẵn à chính su pha cảm chính cảm su chính pha cảm chính cảm chỉ chính chính cảm cảm là uy vọng đúng rồi chính cảm là uy vọng su vâng pha chính cảm là uy vọng vâng khi mà nhìn thấy đúng biển mà vô vô tận đấy tức là không bờ không bến đấy không? thì trong cái suy nghĩ của tôi trào dâng như là như như là Cái thủy thủy triều triều như cái thủy triều dâng đấy và ngay lập tức đấy ngay lập tức là cái ngay lập lập tức mà xuân chen đấy ngay lập muốn tức muốn vàng ngay lập tức là có biểu mong đạt muốn bày tỏ biểu tình đạt bày tỏ cái cảm xúc xúc của mình cái bày tỏ ngay lập cái tức nó hoàng biểu là đạt cái tình khát cảm vọng tình cảm muốn vàng đúng không? muốn muốn bày Và tỏ cái khi mà nhìn thấy bờ biển vô bờ thì khi khiến mà cho nhìn tôi thấy trong lòng hoặc là thế này Mai ơi, dịch văn vẻ này xúc dâng trào bằng thấy biển cả mênh mông đấy cảm xúc của tôi dâng đúng trào rồi muốn bày tỏ như cảm xúc và trong mong phút chốc muốn bày thì tỏ ở trong muốn bày hoặc tỏ hay tình hay cảm là ngay giây phút ấy ở ngay ngay giây phút ấy tôi mong muốn bày tỏ cái mong muốn bày tỏ cái cảm xúc của mình và tôi sấy pha tôi sấy su pha chính cảm nỉ tôi sấy su pha chính cảm bì xin nhắn tôi của xin nhắn chơi sĩ hoàn nắng của hứng chơi sĩ hoàn
cân nặng mà và con. À, hàng ơi, hàng ơi, hàng ơi, hàng ơi. Và y quang à, y quang ý cưa xẻo xoay giang là xoay cưa giang ngủ giang người cơ xoay cưa biểu sư uy vọng đấy cân lão sư ý giang xoay sư uy vọng cân xoay chứ cũng chứ cũng dài hảo không không phải phải có cả cái câu câu trước nữa đấy, đấy. Giang ủa sư suy rú cháo xuân chen diệu lừa xẻng xu pha chính cản tợ duy quang hy vọng dục vọng tình cảm đây là ước muốn này cân sấy kiểu sơ chính cảm là hy vọng cân mấy nhủy chưa hảo lợi nếu của lão sư tư khoa chưa chưa chỉ khoan cân mấy nhủy này à sư nương đã tinh tinh vậy sư nương tôi của lái xua của khan mèo của khan cẩu răng của sư suy rú cháo tôi chết đấy lại lại tiếp bị cô bê alo vâng bị 我最喜欢去的地方是博物馆 在那里可以与历史和艺术对话。Hôm nào mà tôi thi đi nhất. Này thầy giáo ơi, hôm nào thầy cấp cho bằng cho cái con HSK 6 này đây này. Hôm nào nó ngồi nó học này. Ngồi học. À, cái nơi mà tôi thích đi nhất chính là viện bảo tàng. Ở đó thì có thể có được kiến thức lịch sử và mỹ thuật. Minh Hoàn Ba Tiện. Tôi gọi có thể đối thoại. Có thể nói chuyện đấy ạ. Có thể nói chuyện được với những cái tôi gọi ủy ủy có thể nói chuyện về lịch sử và nghệ thuật, nói chuyện về mình không chữ ủy đây là và nhưng dịch là về là được. Có thể nói chuyện về lịch sử và nghệ thuật. Nghệ thuật. Đấy. Tiếp theo câu sai ở đây là câu C đấy. Câu C đúng không ạ? Minh Hoàn Ba Tiện, Văn Ban Trại, Huy Sư, Chinh Xính, Xin Nén, Xin Nén Nén Hoa Huy, Quang, Thống Xuyên Mân, Chuẩn Sứ, Chan Cha, 8 giờ tối mai. Quang này bị sai đúng không? Ta phải sửa thành Tuy hoặc là Xiang. Tuy Thống Xuyên Mân. 8 giờ tối mai thì à không phải, cái này mình phải sửa thành lớp chúng ta sẽ Quỷ Thống Xuyên Mân. Trước thì cái sửa đấy chứ này. À, 8 giờ tối mai lớp chúng ta sẽ tổ chức liên hoan đón chào năm mới ở phòng hội nghị. Đứng hy vọng đứng các bạn học sinh đến đúng giờ. Chi hoàng đứng, cái đứng từ hoàng đây là hy vọng các bạn học sinh đến đúng giờ tham gia đến đúng giờ. Cái từ không hoàng phải là... cái từ chan cha là sai này. Chuẩn sứ chan cha cũng đúng rồi. Chuẩn sứ à, chuẩn sứ chan cha đúng rồi. Chi Hoàng, thế bỏ chữ Hoàng đi cũng được. Đâu, cái này là muốn là chỗ này phải là hy vọng là Chi Hoàng. Mình phải sửa chữ này thì chào chào Thống Xuyên Mẫn chuẩn sứ Chan Cha. Tức là bảo các bạn học sinh như là phải tham gia đúng giờ, đúng không? Sửa chữ chào. Nghe nó cũng không ấy lắm. Thực chất là hoặc là giao chiếu. Để cái người nói như này. Giao chiếu Thống Xuyên chuẩn sứ Chan Cha. Yêu cầu sao cái từ siêu quang được thấy siêu hy vọng các bạn học sinh đến đúng giờ siêu quang được thêm mình thêm cái từ quang không thì là không là sai này từ quang không là sai quang không rồi. Ở đây thì nó quang là một là từ âm tiết là nó sai từ quang này thì mình thay bằng từ khác là được đúng rồi vì chỗ này nó là một từ một âm tiết nó phải đi cùng với thành ngữ đây nó không phải thành ngữ mà nó từ quang ở đây là không đúng quang đây là vọng về cái gì siêu quang siêu quang thì đúng hơn. Bởi vì đây nó mang ý nghĩa hy vọng mà. Chi hoàng. Chi hoàng. Chào sư khẩu. Của trại của xin trung tỏ. Hay là có phải dùng từ sai không thấy? Hay là có phải là dùng cái tiệc tất liên đấy? Hay là... Không, ở trên đúng rồi thầy ạ. Ở trên đúng rồi. Này là khoan khoai. Cái từ quang này tự nhiên nó rất là vô lý nhá. Quang bao giờ nó cũng phải là si quang tài cha chuẩn sứ chan cha
thì nó mà đúng. Còn nếu mà ví dụ như thầy là ý hoàng ú chi đỏ hải, nó là thành ngữ thì nó mới đi một mình. Ngữ hoặc là vọng tử Còn trong đúng cũng được. cái nó hoàng ở đây thì nó là sai cái từ này là đúng rồi, Đúng rồi, nó trong không có câu. nghĩa ở đây. Đấy đâu nhỉ? Đấy, đúng rồi. Tự hoặc Cậu hy vọng là được. sư ti chủng rấn lây xuyến nhẵng tờ tung u chơi Xuyên nhẵng chu bình bà. của sư chủng luôn Xuyến giảng đúng xuyến không? nhẵng Tuần dưỡng. cậu Xuyến à. sư ti chủng rấn lây xuyến nhẵng tờ tung u chơi chu bình của sư chủng u ở sư rấn lây sư sâu liều tờ chu sậu. Chó là một cái con vật đầu tiên mà loài người thuần dưỡng. Ban đầu thì không phải là vật nuôi, sau này thì con người sau này là cái trợ thủ đắc lực Ở sư là cho nhưng việc mà săn chả. bắt của con người. Vậy mà. Ở sư Mà là, mà nè. Là đúng rồi. mà Á là mà. Thu Hằng đọc tiếp rồi. có sứ khổ đúng không? Đổi 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 đổi. 20. 小时候父亲在我心中的模样很模糊，只记得是很严严肃、严格的人。严肃，严肃，或严格。难。应该是吧？lúc nhỏ thì bố tôi trong tâm trí tâm父亲在我心中，trong tâm trí của tôi bố là một cái hình ảnh của bố rất là mơ hồ. Chỉ nhớ là bố là một người rất là nghiêm khắc. Thế thì cái câu应này该是sai.严Dán肃su, đổi thành dán严厉cướp. Hoặc là dán cướp, được phải không ạ? Dán cướp. Và Dù nghiêm dán túc. cớ nhắc chủ động. Dán Bởi cớ tất vì Trung Liên Thắng sư quốc gia chí phê u chứ文化遗产传承人已经和景泰蓝打了37年交道。Trung Liên Thắng cả. là cái Hằng dạ ơi, dạ dạ Hằng dạ có dạ một cái Hằng Hằng có một cái cách phát âm và cái cách giọng nói rất là ngoan ngoãn. Mình mà là có con trai mình sẽ rất khoát, mình sẽ tóm Hằng về làm con dâu ngay. Có đấy, Thế thầy nhưng có mà con trai đấy. Thầy nói thế là thầy dạ có đấy. ngoan ngoãn lắm đấy, biết điều và ngoan ngoãn, nghe rất là ngoan. Mỗi lần mà Hằng kêu chị Châu á trời nghe dễ thương ghê luôn á. Đấy. Chi mà sư bút cháu chọc. Trung Liên Thắng là cái người mà nhận được cái di sản văn hóa, em dịch là cái di sản văn hóa phi vật thể của Đúng quốc gia. rồi, đúng Và đã cùng với Chỉnh Thai Lán giao lưu với lại Chỉnh Thai Lán 37 năm rồi. rồi. Có quan hệ ngoại giao, có quan hệ ngoại giao 37 năm đối với cả Chín Thải Chỉnh Lán. Thai Lán Chín Thải Lán si là sở mấy sư nào sư? Em không biết là tên riêng thầy ạ. tên riêng cảnh Thái Lan làm. Không biết, chịu luôn, nó viết thế này thì chịu, không biết là cái gì luôn. Si sân bay na tí rùa sư uây yu lùa chăn chi ỷ tông 96 công lý sư ý cờ yếu dở 20多万人口的小城，Sembadio. sân bay na cái thành phố này cách cái Los Angeles về phía đông là 96 km, là một cái tiểu thành thị Đây là thành có phố 200.000 người, có hơn 200.000 người. thành phố San San Bernardino, San Bernardo. Bernardino. San Bernardino. Cách Los Angeles 96 km về phía đông. Vâng. Một thành phố nhỏ có hơn 20 vạn nhân khẩu, 200.000 người. 200.000 người. Đi. Giáo viên chỉ hoan tha, nhưng mà tha có thiên phú, có khở vọng, có pin chinh, 欠缺的
是欠缺的，只是训练和机会。huấn luyện rất là thích anh ấy, bởi vì anh ấy có thiên phú, có khát vọng, có tinh trinh là tài năng. Chăm chỉ, tinh trinh là chăm chỉ, có sự chăm chỉ. Chuyên chuyên sự, chỉ cái thiếu là anh ấy thiếu huấn luyện và cơ hội. Đúng rồi, thiếu sự huấn luyện và cơ hội. Đó, sự yếu trái đấy. Tiếp theo, đi. À, từ thiên phú là thiên phú ấy đúng không? Thiên phú là thiên phú kiểu như là có tài bẩm sinh ấy. Năng khiếu ấy. Năng khiếu dịch là thiên phú. Ở Mỹ Châu đó. Cái phần này em không biết cách làm á, tại sao ba bốn khung mà có một đáp án á. Đúng rồi, 21 mà điền là B, em cứ làm đi. Làm chưa? Tra từ rồi là được. Dạ. B vào đây. Em chưa có dịch phần này thầy. Thế thì bạn khác làm. Tại sao nó có mấy khung mà có một đáp án một à? Thế thì thầy Nhật làm thôi. Ý đi à, Mai ơi, Mai làm một mình đi. Ok. Lần sau mình làm. Chơi khan thẳng giải thôi ạ. Chơi khan thẳng giải chia thấu. Chỉnh chó phú chỉ tha. Phát hiện phú chỉ tha. Phát hiện tha sư đang đi đó. Phủ ông. Chỉnh chá. Chỉnh chá yêu xung tha hồi cha. Tha chơi xua. Ủa mấy ở cha. Chỉnh chá chữ rỡ hù yuẩn chù. Tân quang chan lan đó. Chuy sổ vân. Nà sư sầm mơ. 父翁说那是房子你们都认为房子就是家可是在你的亲人搬走以后那还是家吗 một người đàn ông say nằm ở đầu đường cảnh sát dìu ông ta đứng dậy phát hiện ra ông ấy là một người giàu có ở trong khu vực phú ông, một người giàu có ở địa phương. Cảnh sát muốn đưa ông ấy về nhà. Ông ấy liền nói, tôi không có nhà, tôi không có gia đình, tôi không có nhà. Cảnh sát chỉ vào một cái, cảnh sát chỉ vào một cái nơi ở có ánh đèn rất là sáng lạn và hỏi, thế đó kia ta. Là gì vậy? Cách đó không xa đúng không? Cảnh sát chỉ vào một nơi ở cách đó không xa có ánh đèn rất là sáng lạ và hỏi thế kia là gì vậy? Phủ ông là cái người giàu nói phú ông nói phú ông luôn đi thầy không phú ông thì nó phú là ông tiến quá phú ông chính là hiểu chén rấn thì cái ông người giàu này mới nói đó là căn phòng các bạn đều cho ấn các bạn đều nhà, rằng căn phòng là nhà đấy là căn hộ đó là căn hộ các bạn đều nghĩ là căn hộ thì là nhà tuy nhiên những người thân của tôi thì đã sau khi những người thân của tôi đều chuyển đi thì nơi đó không phải là nơi đó còn là nhà nữa không đúng rồi đúng rồi cha là Mỹ Châu hiểu chưa điền các chữ này vào đây này. Đây có ba chữ đúng không? Rồi điền là ba ô. Sang cái chữ thì sang cái khung à? Dạ. Tức là ba khung đó là có một đáp án một thôi. Đúng rồi. Đúng. Dạ. Câu chuyện rất ý nghĩa đúng không ạ? Rất nhiều ý sự. Ý nghĩa là thế nào ạ? Thầy thử nói xem nào. Hiểu chữ nhấn, chữ hiểu cha. Chỗ nào có tình cảm thì nơi đó mới là nhà. Đúng không? Hiểu tình cảm giải sự cha đó. 所以有时候去唱卡拉OK就是就以为那是家了。他说他没有家，他只有房子。对了，你如果你hát卡拉OK，来个等于那家。哈哈哈哈哈哈。那阿蛇啊，你买的。阿蛇，在中西方文化中，面子具有OK，那答案是A呢。 面子具备，面子具有不同的文化特征，探讨和对比不同文化背景下的语言。探讨，对了，你的文明。
Vâng, Tham chị đọc khảo. đúng rồi. Tham khảo和对比不同文化背景下的语言和行为，体现出的面子文化的差异，有助于消除东西方人士在交往中的障碍，中二。从而有效促进跨文化交流。张文华Phương Đông và Trung Quốc à? Trong văn Phương hóa Tây chứ chị. trong văn hóa của phương Tây Phang là phương Tây đúng không? Trong văn hóa của phương Tây và Trung Quốc thì cái thể diện có một cái đặc trưng văn hóa khác nhau. Tham khảo là gì nhỉ? Tham khảo. Tìm hiểu và đối chiếu. Tìm hiểu và so sánh ngôn ngữ và các cái sinh huế là hành động à? Ngôn ngữ và hoạt động dưới những cái bối cảnh văn hóa khác nhau thì sẽ cho thấy cái sự khác nhau về văn hóa thể diện có tác dụng hỗ trợ cho việc sao chú là loại Loại bỏ bỏ. có tác dụng cho việc hỗ trợ loại bỏ những cái trở ngại trong giao tiếp Của người Đông và của người mọi Tây ạ. người Từ đó thúc đẩy. phương Đông và phương Tây từ đó thúc đẩy giao lưu văn hóa tốt hơn. Chú Chin, từ từ, không phải thúc đẩy cái văn hóa đâu. Nhiều Văn hóa xiao giao lưu chú hả thầy? chinh Nếu có từ khoa chu nữa. chỉnh Khoa. khoa khoa là Khoa nước vốn khoa. Phi văn hóa. có nghĩa là nó cũng làm thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa khoa là phát triển đấy Không, ví dụ như là khoa của công sư ấy, tức là cái công ty xuyên quốc gia. mở rộng cái Thì là cái giao lưu văn hóa không xuyên phải quốc gia. khoa ở đây nó là động từ đấy thầy ạ. Khoa đây Không, nó là động từ, nó là mở rộng. thì biết rồi, thì mình dịch sao cho nó giống tiếng Việt ấy, thì là giao lưu văn hóa Nó có mỗi một cái đa quốc nghĩa gia. thì Mấy ở chỉ ở đúng tông rồi. xí phẳng rấn á, thầy làm gì có xuyên quốc gia đâu. Không, cái từ khoa này này mình nhớ cho Khoa từ là khoa, tức khoa văn khoa giao lưu là vượt qua đúng không? thế thì là cũng có thể là nó là thúc đẩy giao lưu văn hóa đa quốc gia. Xuyên quốc Khoa gia công đấy. sư là đa quốc gia, công ty đa quốc gia. Đúng rồi, khoa của công sư chẳng hạn, tức là công ty xuyên quốc gia. Khoa của chơi phản là tội phạm xuyên quốc gia mà. Cũng có thể Đấy. thúc đẩy giao lưu đa văn hóa. Đa văn hóa, các nền văn hóa khác nhau. Đấy, đấy. Từ khoa nó bằng cái từ cơ đấy, kiểu như vậy. Đấy, tiếp theo, Asusan nào. Cái phần này để Mai rồi. Mai rồi. Mai đọc từng chữ Dạ. một. Mai làm ơn đọc từng chữ một cho bạn Châu, bạn ấy ghi vào một chút để cho đấy. Ví dụ như men chữ gì. Đấy để cho thôi giúp bạn ấy một lần cho lần sau bạn biết cách bạn làm. Chuẩn bị trước. Bạn biết rồi Táo mà sushi thầy. đây, si ra điền vào đây thôi mà thầy, lắp 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 từng các chữ là lần lượt vào đây ạ. Đây nhá, truy hiểu vào chỗ này, thì xem vào chỗ Yeah. này, hiểu chú ý vào chỗ này, hiểu chú ý xeo chú đấy. Đây là rấn sư, À. lắp từng chữ mà của cả cái C vào đây là được. Nhưng vấn đề là chọn cái nào mà để có thể một cái đáp án đấy lắp được vào tất cả các cái ô này, thế Thế mà em cứ tưởng chọn một chữ cho nên thấy thôi. là em dịch ở dưới nó đâu có phù hợp, cho nên em thắc mắc hoài luôn là không có được. Đúng rồi, thì cứ vào việc mới biết. Thầy cứ bảo thầy nên thầy cứ bảo em không biết, cứ tra trước từ của thầy đi, thầy giải thích mà. À rồi em hiểu rồi. Ok. Lần sau làm Ủa được. xin lại. Tôi tỉnh lại phát hiện tự mình nằm trong bệnh viện ở bệnh trường sao. Chỗ thể của trợ hậu hậu đỏ Yêu chứ. sa bụ. Yêu chữ yêu đấy. Hậu Yêu. hậu. Yêu Hậu thuở. hậu chứ thầy. Yêu thuở. Không, Đúng thầy không? đang dịch cái chữ yêu thuở. Yêu thuở. Yêu thuở của trợ hậu hậu đỏ sa bụ. Thần tứ xin. Xin đâu pha tẩu. Man man da, wo hui qi, chao chen.
上学的路上我被车撞了，看看床边陪着看看床边陪着我是爸爸，他的眼睛布满了碎丝，好像刚刚哭过，眼角还存留着未擦干的泪水。我醒来啊，tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra à, mình đang nằm trên giường bệnh, chúa thuở chân trái, chân trái thì băng, dạ chân phải ạ, chân phải chân phải thì là băng một lớp gạc rất là dày, đau đến nỗi mà xin là tim nhưng mà đau đến nỗi là run hết cả người, dịch như thế được không thầy? Quấy đợi xin tôi phát động đau đến nỗi mà run hết cả người. Từ từ tôi hồi tưởng lại, tôi nhớ lại buổi sáng khi trên đường đi học tôi bị xe đâm, cái người mà đồng hành cùng khăn khăn nhìn, chóng bèn à nhìn nhìn, nhìn bên giường bệnh nhìn bên người giường. Mà đang đồng hành cùng tôi là bố tôi, mắt của ông ấy thì tràn tràn đầy mắt của ông ấy thì đỏ ngầu, dường như là vừa mới khóc, khóe mắt thì vẫn còn những giọt nước mắt chưa lau khô. Cần khai phá nữa suy cái khu khu chỉ lái đi san bu phận tiếp theo chúng chén thầy thầy nhận đọc được không ạ? Thầy đọc bài này đi. Chúng chén kiểu cơ đánh treo bố lửa 24 C đúng không? Có số sư ta an si tin huy theo mà ở gắn chim quấn mính duyển chín quấn mính viễn gần chim văn chim quấn mính chỗ quán thai ta chi mãi y bỉ dư xính khen nỉ tạo háo mà bố lừa xua lén mã sư chen sáo dẻo tạo quán theo lai xin tận tai bố lừa chảo lợ hận tua ti phang mấy pha sen y bỉ trung y tạo mã y then bố lừa chậu trai san khen dinh men cua lái yến men cua lái nghênh diện quá lại dính men cua lái y leng duyên ý leng ý leng ý leng duyên dán tờ chưa duyên ơ sự duyên dán tờ chưa duyên dán tờ chưa xem mối bằng duyên dán tờ chưa duyên dán tờ chưa ơ sư ổ tạ an sư e y tỷ EP à EP sâu rùa P hay là phỉ à thầy? Cái này là phỉ chứ thầy. Phỉ chứ? Là dùng cho con ngựa, lượng từ. Phỉ mã, phỉ thanh ta. Phỉ. Nhưng mà nếu mà nó đứng cạnh cái từ mã thì y phỉ mã, còn đâu y là ví dụ còn thì phải đọc là y phỉ chứ thầy. Y phỉ thanh thanh ta. Vâng đúng rồi, thanh ta. Y phỉ mã. Mà giọng con nào nó vang vào đấy? Google. Quái nào cho nên lớp mình không ai có giọng thế. Ủa, chúng lại đâu máy đâu tính biết rồi ạ. Khí mã. Dạ. Khí mã nhá thầy nhá, thống nhất. Đúng rồi. Alo. Bằng rùa và y khí mã bằng y phí sâu rùa tạ mã la chợ chưa đâu rồi chư ly bằng chư ly ti ti chậu chợ mã lê tựa chư ly tợ chậu chư ly tợ chậu chợ tợ đâu là tợ chư ly tợ chậu chợ mã lê tựa hu hu phản chi mấy bên ý phu tâu mấy vạn ý phu mấy mai mấy mai ý phụ mấy mai à thầy vâng bước đi
bảy mai bằng mấy mai ý bù tô hẳn chen nán phố lừa chậu tao mã cân chén mã chen phố lừa chậu chin thu rán. Thu rán chữ này là chữ gì mà quên mất rồi đây này thầy ơi? Áng chỉ áng, thấu áng quầy, áng quầy đất đỏ ấy. Cái áng đây là ngóc, ngóc đầu lên. Thu rán áng chỉ thấu lái, tức là ngẩng đầu lên. Áng chỉ thấu lái bằng à đấy, chữ áng chỉ thấu lái, áng chỉ thấu lái. Áng thấu là nhấc đầu ạ. Vâng, áng chỉ thấu lái, vâng. Bằng áng chỉ thấu lái. À, chân ta diễn trinh, ta sân chi treo hả thầy? Ta sân chi treo. Đúng rồi, ta sân sư treo. Ta sân sư treo. Hảo xem giao tôi bố lừa cao xua sầm mơ. Bố lừa sư xua sầm mơ. Sư xua vẳng. Tố, tố thuyết. Sư xua vẳng. Vẳng bố lừa sư xua sầm mơ. Sư xua sầm mơ. Bố lừa quay lý trí. Lý trí vẳng. Lý trí chúng sân in chung phan toan chủ. 26. Chưa sư y phỉ lán tứa tợ háo mã. Cố lừa tuy che chưa rấn xua rú của sang chan trả. Chưa sư y phỉ háo mã. Háo mã dung lái la chưa khở si là. Khở si hay là khở si là thầy? Khở si ạ. À vâng. Khở si là. Ní bả tha mai cấy của ba mai cấy của ba mai cấy của ba mai cấy của ba che chưa dẫn sẻng phủ phủ thông thông y phí mã na chưa mấy chi ly chư tứa giao tua húa sâu củ rú sử củ sâu rủ củ sâu rủ trái rủ trái trái là củ sâu như cái củi củ sâu củ sâu rủ trái à đây rú trái rú trái vâng củ sâu rú trái hái san san trắng nè phố lừa với ta chủ của bá mã treo cậy là chủ quán diễu tiễn phú cao sinh xua chưa mã chậu lu tâu khuân nán lấn sang san trắng má phố lừa xua chưa chuê sử sư phí thiên ý mã chữ sư lý mã chen lý mã chen lý mã chữ sư quay ký ban chưa ơ sứ ba và an sư bi do mấy dỗ hảo hảo quay giảng trái chưa mơ sâu chữ giao quay tớ hảo hận khoai chiêu lấn huy phu này huy phu thị ly huy phu thị ly chủ quán trang xin trang ý mình mà ta trinh xin quấy giảng bu chảo mà bên tứa trinh choang sấn dụng báo chỉ lưu lái xem phân ý giang khoa còn một phút nữa nhá còn một phút nữa sẽ ao ra đấy từ trước đến giờ tiếp ạ thôi ao ra luôn đi chứ còn lại còn tí lại phải đọc lại thấy. À, vâng vâng ok tao ra vào lại nhá tên là Bá Lạc đấy nhân là nhân mà hội nhân vì là biết chọn mã chọn ngựa mà nổi tiếng khắp nơi chứ nổi tiếng xa gần ấy thì nổi tiếng khắp nơi chứ chọn ngựa mà nổi tiếng khắp nơi phải không ạ chủ vương vâng. Vua của nước Sở thì sai sai Bá Lạc đấy, đi mua một cái con ngựa thì một ngày đi được trăm dặm nghìn dặm Bá Lạc nói thì ngựa tốt thì trên thế gian thì rất là ít thì đại vương là phải kiên trì chờ đợi Bá Lạc thì đi rất là nhiều nơi đi đến rất là nhiều nơi thì không phát hiện được ta cái con ngựa như ý rồi một ngày thì Bá Lạc đi đến ở cái vùng núi ấy, thì trước mặt thì thấy một cái xe xe ngựa mà xe trước mặt thì đang đi đang trước mặt đang tới là một cái xe
Xe chở muối và Trước xe chở trước mặt một xe chở muối đang đi tới. đấy, thì là ví dụ đang đi tới Vâng. trước mặt, đang đi tới trước mặt là một cái xe chở Trước muối. mặt có một chiếc xe chở muối đang đi tới cũng được. Đấy. Đây là một cái con ngựa mà khó có thể là tốt, khó có thể gặp được. Đấy, đây là cái Đâu con phải ngựa. ý em à? Ý À, em à? à Cái e và đây là một con cái con ngựa vừa à, một yếu vừa con gầy lúa thì vừa gầy đang kéo à, xe. và đang kéo xe. Đây là cái con ngựa vừa yếu vừa gầy mà đang kéo xe, mà nó đang thở hổn hển, mỗi bước đi đều rất Vâng, là chỗ này khó là đi rất là mệt nhọc. đấy. Mệt Thì đến nỗi là mà thở hổn hển. đấy, thì mình dịch là có phải là đang thở hổn hển và mỗi bước đi đều rất khó khăn đúng không? Đấy, mỗi bước đi đều rất là khó khăn. À, Bá Nạc thì đi đến trước cái con ngựa, con ngựa nhìn thấy Bá Nạc đi đến gần thì đột nhiên là gật đầu, đột nhiên là gật đầu, tức là Ngước cúi đầu đầu lên nhìn, và ngước đầu. tức là ánh chỉ thấu là ngước mà, ngước đầu lên nhìn. Và cái con ngựa thì đột nhiên là ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, hí lên một cái hí lớn một tiếng. Đấy, hí lớn một tiếng, phải không ạ? Vâng. Đấy, hí lớn một tiếng thì giống như đối với giống như là nói đối với Bá Lạc cái điều gì đó. Bá Lạc thì lập tức nghe thấy cái âm thanh đó, phán đoán ra rằng đây là một cái con ngựa tốt, hiếm hiếm khó, hiện rất là khó gặp. Bá Lạc đối với Bá Lạc thì đối với cái người chủ ngựa đấy, Nói và với với dạ, người nói với nói người với chủ người xe, đánh xe ăn được. và Vâng. nói với thì cái con ngựa này chính là của ông ấy đấy, nói với cái người chủ ngựa, giống như là ở trên chiến trường thì đây là một cái con ngựa rất là tốt, dùng nó thì để mà kéo xe thì quá đáng tiếc rồi. Thế ông lên, và ông lên là Bán để con cho ngựa cho tôi. nó cho tôi bán nó cho tôi. Đấy, cái người mà chủ ngựa thì cái người bán nó cho tôi phải không ạ? Cái người lái Vâng, xe người ngày thường thì chỉ có một con ngựa không có sức kéo đâu xe. đấy, Đó. cái người chủ xe thì nghĩ rằng một cái Vâng. con ngựa bình thường Vâng, cái kéo con xe còn không có sức, kéo ăn thì xe lại quá không có sức nhiều. ăn thì lại là tốn kém. Thế lại gầy còm như thế. Còn xông pha trận mạng, nếu mà xông pha trận mạng thì mà đừng có nói là xông pha trận Làm mạc sao thì có thể ăn được? làm sao mà có thể nói là đồng. Vâng, 27 đây. Vâng, ok Làm này. Làm gì sao mà mà có lên được thể chiến trường? Sao mà lên được chiến làm trường? sao mà có thể ra chiến trường đây? Vâng, làm À, sao và để ra được chiến không trường cần đây? nói, không cần nói gì, đều là đã đồng ý rồi. Đồng ý nhá. Vâng, con gầy thì đây nhá. Không thể to, làm sao mà có thể ra chiến trường đây, không cần nói thì đã đồng ý rồi. Bán Lạc thì quay trở về nước Sở, giao cái con ngựa này cho vua nước Sở. Vua nước Sở thì có một cái chút là không vui, nói rằng là đây là cái con ngựa mà đây là cái con ngựa mà Con để ngựa này, con ngựa đây là này con ngựa đi này bộ thì còn đi lại khó, lại sao khó mà đi khăn đánh nhau được. Còn cái con sao có ngựa thể này ra chiến trường được. còn khó khăn, cái con ngựa này đi còn khó khăn thì sao mà có thể là ra chiến trận được. Bá Nạc nói thì đây là quả thực là một cái con ngựa tốt, chỉ Tiền Lý là Mã con thì ngựa tốt đấy. Chỉ là qua một cái giai đoạn mà nó phải kéo xe thì thể kéo xe một đoạn đường, hoặc là chỉ từ là xưa kéo ra là kéo xe một đoạn đường ý ban ban chưa đấy, tức là chỉ là là còn kéo chưa kéo xe một đấy. đoạn Vâng, kéo kéo thì đây xe một sao đoạn. Vâng, kéo xe một đoạn thì tả an sư, lại vâng, bi mật hiệu hảo hảo quay giảng lại không lại được nuôi dưỡng tốt cũng tốt thì thế mới gầy như thế, mới gầy như vậy. mới gầy như vậy, chỉ cần là nuôi dưỡng tốt thì rất nhanh thôi thì nó có thể là Hồi phục hồi phục thể phục lực.
mà bạn hồi hồi phục được cái sức lực. Chủ vương tin tưởng, Sở vương. sở sở vương, vừa tín vừa nghi, và vừa tín vừa nghi nghi ấy, vừa vừa tín vừa vừa nghi, ra lệnh cho cái người mà nuôi ngựa đấy là chuyên tâm để nuôi dưỡng nó đấy. Không lâu sau thì cái con ngựa này đấy, đây này, cái chuyện Minh Mã đây, Minh Mã Khu Trinh nhé, xin quấy giảng đây, tức là Minh lệnh Mã cho Phu. thầy. Minh Mã mà Phu đấy tức là người nuôi ngựa đấy thầy ạ. Vâng. Và Mã chuyên Phu. mà quyết tâm nuôi dưỡng nó, thì không lâu sau thì cái con ngựa thì trở thành cái trở trở thành là tinh, và tinh tráng thần dũng, tức là con người, con ngựa thì trở thành, cái câu này khó dịch lắm này, này. Con Dũng ngựa mãnh cường tráng. để đến dũng mãnh cường tráng đúng rồi. vàng dũng mãnh cường, không, nó dũng mãnh cường tráng, nó còn thần dũng cơ, tức là nó nghĩa rằng là nó rất là chiến đấu, rất là giỏi nữa cơ đấy, oai phong thần vũ. cũng trở thành cái con ngựa oai phong thần vũ cũng được đấy, chạy thì đến gió cũng không có đuổi kịp Đây. đâu, Nhanh trên như gió đường ấy nhỉ? chạy trên đường, và chạy cả trên đường ấy, Kinh thì nghiệm đến chạy nhanh như gió. vàng không, ý sang khoai, ý sang khoai, ý ý răng, ý răng khoai đấy tức Sang là không đến, ý răng khoai chạy nhanh như gió đấy. vâng. Đây. Kìa. Đi ngoài thầy ạ. À? Ý răng khoai. Thấy hiểu mà, thấy hiểu từ sư phụ phân nào, là quay thống chế. Em được không? Em đi, ok. Dạ. Cô la khư thiên lý vô xuyến trắng tờ sân sang và của chống số xe chung Sân tinh xỉn xẻng, sân ạ. Sân sân xẻng xẻng, xẻng chứ không phải là sen à, em bỏ đi. xẻng Sân tưởng xẻng và của chống số xe chung tinh xỉn của cô mỹ mỹ phú phú chung của yêu an sinh xa lại dầu ba ba nữa. sao cái câu mà mi mi hú hú là mai đọc nó hay lắm cơ, nó có vần điệu mà nó rất là lẫy cơ, mình đọc nó thế này Dầu ba hỏng. ba nữa. Mai mai Thế mai đọc hộ lại cái câu này đi. em đọc Đấy. lại nhá. À. À, khờ thiên lý bu xuyến tráng tờ sân xiang bảo wo chúng sú rui trung chinh xỉn bu guo mi mi hu hu trung wo yêu Đấy, an xia xin lái dầu rồi ba ba nữa thầy nghe nhiều mi bị hu nghiện hu. rồi, thầy nghe nhiều là bị nghiện rồi. Mí Mỗi ngày sang có mặt trong đầu. à? Mí sang là Không, sao ra sân lại in không, mi cái câu này khu cái câu này mai đọc khu nó thôi. nảy mà nó hay lắm cơ, nó mí mí hú hú. Rồi Mơ thầy mơ ơi, hồ thầy. sao mí là Mỹ Châu đọc tiếp đi. Dạ. À, dầu ba ba nữa. Mấy tưởng của xe trảo, dầu sư khô lơ sân, sân y sân. Đi Cho sân. xa của che tí chính là nỗ lực trần khai yểm chinh. Chẳng chỉ của sinh tại tổ sư ý sân. Khi rảnh sân Đánh. tại Âu Châu, của trong trở tàn sứ phá xì lại. Ngày càng khai tân, ý bu bu thần tao Mẫn pen mẫn biên, mẫn biên. tả mẫn Bà mẫn la khai ý theo phong. Khan tao ti sang tờ sư che ti thủ. Xin tha sứ xa lại. Sư phân bà chén chén sang tờ ti thủ chơi tao ti sang lọ phan hảo ti thủ chúng xin thẳng xa chưa sai dễ xoay bu trảo lọ não hải trung chu sen tờ chuyển sư ba ba mãn lưu tờ khoa minh. À, một dịch tiếng động không bình thường trong phòng khách khiến tôi từ trong giấc ngủ tỉnh lại. À, qua một ơi lúc mơ táo mơ hồ hồ. Dạ. thầy ơi, dạ táo ạ. đây Mấy ạ. cả nước là chữ hoa la thì có thể là dịch là ầm ầm, Dạ ầm có thể dịch được thế gấp không ạ? em thấy trong từ điển có để ra như vậy Cái từ tượng thanh thì nó giống như từ hoa la luôn, lại à. cạch hoa Không la này em nó biết hay nhé. dùng cho cái từ từ mưa rơi ấy Ăn ạ. mặc dầm Hoa la là mưa rơi
lấy cái Đây, đây là nó đang nói về cái việc mà nó rơi một cái điều gì đó, phải không ạ? vâng Dạ đúng. âm thì nghe hơi to Không, mình đọc để cái đột nội một dung cái mình mới biết là nó rơi từ trên tường xuống mà thì chả nó ầm hay dầm một cái. dầm cái đúng rồi thầy ạ. À, bức tranh nó rơi từ trên tường nó phải dầm phát. Chứng tỏ là ông giáo chưa soát bài này nhé, phê bình ông giáo. Nếu cái quan là từ tượng thanh thì nó tương đối nhất thì sẽ không thì từ tượng thanh tức là họ họ đọc cái âm thanh nó gần như âm thanh trực trong thực tế đấy. Đấy. Hoa la vâng, Hoa la hoa hoa la hoa la la tiếng hoa la hoa la thôi, không phải ầm một cái, ầm cái thì nghe to lắm, ầm chắc thôi học cứ dịch đi rồi bạn đoạn sau mình sẽ biết. Vâng. vâng. Dạ. Qua một lúc mơ hồ tôi cảm thấy thoải mái trở lại. Có ba à. Chưa đợi tôi ngủ lại là một tiếng hoa la. Lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo, cố gắng mở mắt, mở to mắt. Nhớ ra bây giờ tôi đang một mình ở Úc. Tôi mạnh dạn đứng dậy, không dám mở đèn, rón rén đến bên cửa, kéo cửa hé ra một chút, nhìn thấy trên đất là tấm bản đồ thế giới. Đúng rồi. Lòng yên ổn trở lại, là do gió thổi tấm bản đồ xuống đất, thổi tấm bản đồ xuống đất, Rơi vâng. cất tấm bản đồ quay lại nằm nhưng lại không ngủ được. Trong đầu xuất hiện toàn là hình ảnh của cha Không, tôi đúng đang bận không? rộn. Phan Hảo Dạ. vâng, Phan Hảo tỷ thú, Phan Hảo tỷ thú thì cái chỗ này mình có thể dịch là treo lại cái tấm bản đồ đấy, treo treo lại cái tấm bản đồ Không, đây là xong cất rồi. đi thôi. Ừ. Phan Hảo tỷ Ố. thú là cất nó đi thôi. À vâng, Qua qua Phan Hảo mới là treo lại. Hảo. À Vâng, đúng rồi. Phan Hảo Phan là tỷ cất thú đi. vâng. Vâng. Dạ, em đọc tiếp ạ. Vâng. Thực ra thầy ạ, thực ra trong ngữ cảnh thì Phan là cất đi, nhưng mà em thấy là tự nhiên lại đang cái tấm bản đồ lại đi cất Để đi, đây là nó để mà rơi xuống thấy lại nhé, phải treo lên, đúng rồi, để không lại thể tức hiểu trong ngữ cảnh là rơi xuống để phải treo lên cái tốt rồi đấy, tức là để cái tấm bản đồ hảo à, tức là để lại cái cái tấm chỗ bản cũ đồ. Vâng. Phan bả tha Phan Khảo là Nhưng mà để đang lại cái ngủ chỗ cũ mà, ấy, chứ không đang đang có đang không đang ngủ. thấy Không, nhá, chúng sinh không, thảo bạn trà đã ngủ ngủ rồi thầy à, tỉnh rồi, xong ơi. lại nằm Thầy ngủ ơi, lại đây này, tỉnh tỉnh rồi, đi lấy cái bản không. đồ rồi chứ ai chẳng ai. Người ta là Thầy Phan ơi, Khảo tỷ thú ngày là mai nói tha thế là Phan đúng Khảo ý. là Tức là khi mà cái câu chuyện này nó đơn giản là chị này nó đang ngủ thì thấy ầm lên một tiếng, thế là nó dậy, thế là nó mới lén lén mở cửa ra thì nó nhìn thấy là cái tấm bản đồ rơi xuống, thế là nó mới lại mang cái tấm bản đồ treo lại lên, thế xong rồi cuối cùng là nó lại muốn đi ngủ tiếp nhưng mà rồi cuối cùng nó không thể ngủ được và trong đầu của nó là hiện lên cái hình ảnh người bố và nó chợt nhận ra rằng là bây hiện tại bây giờ nó đang một mình ở cái Úc đấy. Thế thì sau này thì nó nói là khi còn nhỏ nó làm sao làm sao làm sao thì tiếp tục là chúng ta vào bài đấy là như thế. Đúng Ngữ rồi. cảnh Thực ra thì phải theo cái diễn biến chứ không, mình không thể, mình đôi khi mình không thể bán theo từ, à. không phải bán theo từ Phan là để là cắt thì đúng rồi, nhưng đôi khi nó phải theo cái diễn biến là mình nó là Phan Khảo, nó là nó lại lại treo lên rồi ấy. À. Treo xong xuôi ổn đó để lại đi Đúng ngủ rồi. tiếp. Đấy. Tiếp Đấy. tiếp đọc tiếp Chú. ạ. Dạ, xèo xèo Không dịch, sữa hồ. dịch đi, dịch nữa. Dịch rồi mà Dịch thầy vừa lại. dịch xong rồi mà. Không, bạn phải để cho bạn ấy dịch chứ, phải qua miệng bạn ấy bạn mới nhớ chứ. Được rồi. Dịch từ khúc nào ạ? À? À đây à, đến đi nằm lại rồi. Đi ngủ tia đi ngủ lại này. Đi nằm lại đấy. Phan Đi Hảo nằm tí lại. Lại đi ngủ. bằng lại đi ngủ mà. Ngủ nhưng mà lại không thể ngủ được. Trong Vâng. đầu thì toàn xuất hiện hình ảnh người bố bận rộn thôi. Ừ, người bố đang bận rộn đúng không ạ? Tiếp đọc tiếp thế. Xào sử hậu và hẳn thảo chi, suy ra sư cơ nữ, nữ hải sử, hờ thiên thiên, thiên thiên phân thảo, bì nạn hải, bì nạn hải sử, hải, hải thảo, thiên phú pa, ti phú pa đợ, và chữ pa ý cơ rảnh, ba bà, chữ giao tha chung của ý tân diễn, của lý cơ chiêu lão sử lợ, Đi biên khưa chẳng lợ, đi qua qua nhiễu, khưa ti khưa. Lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm, tuy là một tuy là con gái nhưng ngày ngày chạy lung tung hả? Cái chữ phân thảo này là gì chạy thầy? như điên
Vâng, ở điên. Nghịch ngợm hơn cả Chạy con lung trai. tung ấy, theo chỗ này chạy chạy lung tung ấy, Ờ. hàng ngày đều cứ chạy lung tung, nghịch hơn cả con trai. À, cả con trai, à, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ một người đó là ba. Chỉ cần ông nhìn tôi, ông trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi lập tức ngoan ngoãn, biến thành, tôi lập tức hiền lành, trở thành cô gái ngoan ngoãn, con gái ngoan ngoãn. À, ba ba xin liễn sổ chẹo, mua cung, tiên cung, siêu lị cung, dạng dạng chinh thông. Giang giang chim Sợ thu. mơ Giang 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 giang, chim dạ thu. giang giang chinh thông, sợ mơ của tao nản phù. Nan phú Chuyện tạo chữ này là tha. tảo hay là tao? Nan Của phú tao tạo. tha, nản phù tao tha, kinh sử tào tha bang mạng tờ rỡn thơ bị tua, tha địa chống sư ở khoa phú phú sơ cao cao xin xin tờ chiêu truy kể rỡn cha mạng của truy lợ. Của chơ cờ nữ ở chưa bố sang tha chủ lơ xuyên xí hãy xua tờ cua truy chư quay can bế tờ tàu bên sổ bên chéo ba ba chẳng chẳng sai ý biên chỉ tờ giáo thấu. Cha tôi là một người thông minh sáng dạ, xin điểm số chéo, số chéo. Khéo tai, Thông minh hoạt bát thì đúng hơn, thông minh, dạ, thông thông minh minh hoạt hoạt bát. bát về cái xấu chảo này, tức là cái tay rất là khéo tay, tâm À, thì nhanh thông nhẹn minh mà được tay thì khéo tay, thì thông minh hoạt bát. dạ. Thợ mộc, thợ điện, thợ sửa chữa, tinh thông các loại, không có gì làm khó ông. Ông luôn không nói gì hả thầy? Ơ khoa bổ xua là không nói gì hả? Rồi, Đâu, tự không nói in in hai, không nói sử, hai lần. in sử vẫn Dạ. chưa dịch này. Bởi từ đó, bởi bởi vậy cho nên cái người tìm ông ấy giúp đỡ, rất là nhiều. Không có cái Bởi gì vậy mà cho nên là nhiều người tìm đến, bởi vậy ông nhiều người đã tìm đến ông ấy giúp đỡ. bằng ông ấy giúp đỡ. Ui, như em chưa đọc tới mà mới có tinh thông các loại à, rồi vậy đọc tiếp hay sao? Thì cứ Đọc dịch chưa? Em đi. dịch đi, em đọc xong còn gì. Đọc không còn gì, đọc không lâu còn Người gì. không phải, ý là em dịch tiếp hay là mọi người dịch rồi thôi á. Ôi cứ dịch À, tiếp cũng là dịch đi. Dịch tiếp đi, dịch tiếp thì đi rồi thôi. thôi. Cứ đi thì lại làm gì, Hay thầy là Nhật đặt thấy cứ mới. suy thì đi lại. Thôi đọc tiếp à. Dịch tiếp đi. Ba ba dở cơ khẩn ta dâu tiện sư phủ trung nản chi trinh Đã dịch nhụy. rồi, đã trên đâu em, đã trên dịch Để đi. con tôi là con gái, tuy tôi là con gái nhưng mà không giống anh ấy, không giống bố. Từ cái chỗ là tha dễ chủng sứ ông hoặc phủ xua, đã dịch từ đoạn đấy đi em. Dạ. Không nói hai lần. Ông Ông luôn không nói ha, không nói gì, vui vẻ ấy đi không làm nói việc nhiều, cho ông người ấy luôn khác. luôn là người không nói nhiều. Ông hoa bổ Tôi xua là ta là không nói nhiều. tôi là con gái nhưng không giống cũng bố, đẹp nhà chữa ngoài không học tập còn cao cao xinh xinh á, cao cao xinh xinh tợ chiều vui chuyện vẻ, đúng rồi, vui vẻ bằng đi giúp đỡ mọi mà đi người, đỡ không mọi không người nhiều. à, vui vui vẻ vẻ đi làm việc cho người khác. Tôi là con gái nhưng không giống bố, ngoài học tập còn lại những việc khác đều tay chân vụng về. Cái chữ này là bên này giống ngốc ha. Bố thường lắc đầu lo lắng cho tôi hả thầy, Rồi, chỉ tựa giáo thấu. bố thường lắc đầu lo lắng, đúng rồi, hoặc lo lắng, bố thường lắc đầu lo lắng, đúng Dạ rồi. không Dạ phải, dạ bố thường ở bên lo lắng lắc đầu, trai y pian đứng một bên, dạ thì thực ra là lo cháu lắng lắc đầu trai là đúng thầy ạ, nhưng mà lắc y đầu lo lắng thì nghe nó hợp tiếng Việt hơn. Ông ấy lắc đầu, ông lắc nhắn đầu nhở ngao phải, ông ngán. ấy cũng lo lắng ấy thì nó hợp với tiếng, nó thuận tiếng Việt Mà hơn. ý là Mai nói là đúng, tôi ý là nhìn thấy ví dụ như giả sử rửa cái bát cái choang cái là đã vỡ rồi, thì ông ấy lắc đầu vào cái mày vất đi rồi sao lại Lắc mày mới được cái thằng nào nó giàu có thì nhưng chứ còn mày. mà kiểu Đúng gì ông cũng lắc đầu, nhưng trong lòng ông lo lắng rồi, chứ lắc không đầu phải là lo ông lo lắng. lắng lắc đầu, mà lắc đầu Đúng lo lắng nghe nó thở tiếng Việt rồi, nó từ xuôi hơn ạ.
từ cái suy nghĩ thì tức là từ cái hiện tượng nó mới đi tới cái dẫn tới là cái phải suy nghĩ và cái kết quả. Rồi, vậy đọc tiếp ha. Ba ba có cơ hẳn ta tự vô tiện sư phụ trung Chiêu sư chiêu sư phụ trung nạn chi nữ chơ cha quả mận nụn chuyên sáng tờ cửa thưa bía lập của cha chữ dầu của hứa mẹ mẹ lãng cơ hải sự ba ba hải sự ba ba chống sư khai sinh tờ khan chơ quả lẽ xua mẹ giàu nạn hải sự dâu trần giang của mình tờ nữ ở dễ khởi gì can tờ hứa thao mận ý giang hảo ba ba giàu chén tha truy tao của mình trẻ mê su tủ tự hảo ý sinh ý y giao thay giảng của mình sang ta sửa bố có một ưu điểm rất là lớn đó là không có trọng nam khinh nữ. Điều này rất đặc biệt ở quê chúng tôi. Nhà tôi chỉ có tôi và em gái, hai đứa con. Cha luôn vui vẻ nhìn tôi và nhìn chúng tôi và nói không có con trai thì thế nào, không có con trai thì làm sao, con gái của chúng ta cũng có thể làm tốt như họ. cái này thì dịch cái văn cảnh nó quá nên không có con trai thì đã làm sao đấy, phải không ạ? Không có con trai thì đã làm sao, con gái của chúng ta cũng có thể làm tốt như họ. Bố giàu chẽn mạnh mẽ, ông biết chị em tôi thích, ông thích học không, Con gái của chúng học tôi rất nhé, giỏi. có thể nhé, Ông biết cũng có thể làm tốt như là cái bọn tham ân này. Con gái của chúng tôi làm tốt được như mọi hơn người là làm tốt như là tham ân là bọn đàn ông đấy, và như là con không trai đấy. không như mọi người Hứa tham ân ý chăng hảo thầy, hứa ý can tham ân tứ là có thể là họ hoặc là các anh ấy, nhưng mà tham ân thì mình dịch là không, trong cái văn người. cảnh này này thầy ơi nhé, trong cái văn cảnh này mấy dạo lán hái ớ vô Trần Giang đây này, tức là không có con trai thì đã đấy, cái con gái của chúng tôi cũng có thể là làm tốt như là cái bọn Như bọn con họ tốt này. như là bọn họ cũng được, tức là ý là làm tốt như là con trai đấy ạ. Cái từ tham ân này nó là đại từ thay thế của từ nán khái, đúng rồi Đúng rồi, chuẩn đấy. Chứ không phải tham ân là họ là mọi người đâu ạ. Tham ân đấy. chứ là nán khái. Chưa nói về về ngữ pháp nữa là nán khái, còn là về ngữ cảnh ấy. Trong văn nói thì rất là đúng là so sánh với đàn ông ấy. Không có con trai thì đã làm sao? Con gái của chúng ta thì có thể làm tốt như cái bọn con trai. Làm tốt như đàn ông, con gái của chúng ta thì cũng làm mọi việc tốt như đàn ông chẳng như thế. Còn lại dại nhỉ, tức làm tốt cho đàn ông làm gì, làm tốt hơn như vậy. Thì có những cái đàn ông không không thể tự làm được. Bài này是老师的女儿做Ba的。ba trực tiếp à, ba ba giao chuyện. Ba ba mạnh ba bố mạnh mẽ. Ông biết chị em tôi học rất giỏi, một lòng một dạ nuôi chúng tôi đến đại học. Quật khảo sang là ta sửa, ba ba cao xin cửa sang cơ hải sự tha mãn niên chuyên phân trang rẫn phong siêu xuân sen phong mảng chuyên men phân tham mãn miên xuân phong mãn niên chuyên mảng phân men chuyên phân xuân là hoa xuân ấy. Xuân Cha rẫn chiêu sang giao xuân giao trên của nhiều mình bài là của chiêu sư tha tờ treo ao. Tôi thi đỗ lên đại học, cha vui mừng như đứa trẻ, ông mặt mày hớn hở gặp người liền khoe. Tôi hiểu tôi chính là niềm kiêu hãnh của bố. ông ấy mặt mày hớn hở, ví dụ như là cái câu này có thể là gặp ai cũng khoe, phải không ạ? Tôi hiểu Bốn cái chữ này nó dính liền là niềm tự hào nhỉ. của bố, rồi tôi là niềm tự hào của bố, tôi chính là niềm tự hào của bố. Thế nào? À, sư chiều. Mình cho nó tiếp đi. Em quên. 20 triệu
我熟睡中, hả,我熟睡时发生了什么事? Tôi lúc đang ngủ thì xảy ra chuyện gì? Đáp án đi. Chén sang tờ tư thủ teo lở xa lại. Bức bản đồ trên tường rơi xuống. San sử của xèo sử hô. Tôi lúc nhỏ đang đi chữ pa ba ba ý cơ rẩn. Chỉ sợ một người là ba. Mỗi mình bố. À, mỗi mình bố. Ý na ý xa nà nà ý sang phù hợp ba ba đặc điểm. Cái nào sau đây thích hợp với đặc điểm của là bố? Đặc phù hợp đặc thích hợp đặc điểm của bố. Đáp án đi. Ý xin giao thể dạng hảo hải sự. Một lòng nuôi tốt các con. Chơi sự hứa cho sang vấn. Biểu thị tờ sư. Cao thí. Biểu thị. Ừ. Thứ ba bạn. Đó. Cái tiêu đề nào dưới đây thì thích hợp với cả nội dung bên trên. Đó. Ồ, đó, bài tiếp nào. Bài này. Bài này em đọc ạ. Đó, điều chỉnh. Chị Ma đọc bài ạ. Yếu ý. À. Yếu ý hiện Yếu ý yên chinh hoan yếu xem thân sinh chán chí san cơ yue ta đỡ chân yên bây phu mũ ý chỉ sư lão lão bà tha chán hồi lại chàng tha phú yẳng chân rấn lão lão chư đau chân yên ủ phả trúng chân quang mín chiêu xẳng phang sơ phả khai pha chân yên đỡ tinh chuế hớ chủ chuế chủ chuế tại chân yên 在陈念刚会走路的时候，姥姥就教她靠听觉走路。为了抚养陈念辨别声音变化的能力，姥姥把五分硬币丢到地上，让陈念去找。但不许她在地上摸，捏还摸呢，摸，摸，摸一摸，还把一分。 还把一分二分五分硬币分别丢到地上，让他用耳朵来辨别币值。为锻炼小陈念的触觉，姥姥要他练习专针引线。对于一个盲童，专针引线怕是过于艰难了。陈念左手捏着。 针捏着针眼，右手捏着线头，往针眼里一次次不停地钻。起初半个小时钻一根，熟练之后两秒钟就可以钻一根了。正是这种不同思维的听觉和触觉训练，使陈念与一般盲人相比。 有了许多过人之处，他会游泳，会骑自行车，甚至骑独轮车。Do là mắt thì mắc bệnh bẩm sinh tàn tật bẩm sinh vâng tàn tật bẩm sinh nên là Trần Yến Trần Yến Trần Diên đúng không? Trần Yến lên 3 tuổi. Yến đi ạ. Trần Diên à? Yến. Yến gì ạ? Yến chữ Yên. Xin Yến đi ạ. Yến đi ạ. Xào Yên. Điều Yến tử. Trần Yên 3 tháng tuổi. Đã bị bố mẹ bỏ rơi. Mai Yến. Dạ. Yến. Trần Yến là đấy. À, Yến. Chữ Yến đi ạ. Vâng. Em dịch là Trần Yến mà. Trần Yến 3 tháng tuổi. Trần Yến, đúng không? 3 tháng tuổi đã bị bố mẹ bỏ rơi. Một bà già đã mang mang nhặt cô ấy à? Nhặt cô ấy về. Một bà già đã nhặt. Thấy nào đây là bà ngoại hay là bà già?
bà dòng họ già. Bắc gia không không có họ Bà hàng thì chúng ta dịch một bà bà già lão. bà già thôi ạ, bà lão được, Bình thường là một bà lão là già bà đã. ngoại. Vâng, nhưng mà vì đây là mình không có họ hàng thì mình chỉ dịch là bà thôi. Một bà già đã mang cô ấy về nuôi và nuôi nấng cô ấy thành người. Bà lão thì biết là Trần Yến không có cách nào để nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, liền nghĩ ra rất là nhiều cách Hay để sống thúc đẩy cái thính giác và thị giác của xúc Trần giác, Yến, thính giác và xúc giác, thính giác đúng và rồi. xúc giác của Trần Yến Ông Mai ơi, cái khi chỗ mà Trần Yến mới Mai mới ơi, đi. Mai ơi, Dạ. cái chỗ khai phá cái để nguyên đi, bởi vì khai phá tức là cái ý của bà ấy nói là mắt không nhìn được rồi, thì bây giờ là dùng cái nghe và dùng cái động chạm để mà nhận biết được cuộc sống, thì vì vậy cứ dùng chữ để chữ, nguyên cái chữ khai phá đấy bà. Thì đã nghĩ ra rất nhiều cách để khai phá thính giác và xúc giác của Trần Yến. Khi mà Trần Yến mới biết đi, bà lão đã dạy cô ấy đi đi bằng cách dựa vào thính giác Dựa vào để thính nghe, dựa vào thính đào nghe. tạo cái năng lực để bồi dưỡng cái khả năng Nghe. Cái thay đổi phân của biệt âm. âm thanh, phân biệt sự thay đổi của âm thanh cho Trần Yến. Thì bà già, bà lão đã ném những cái đã ném cái đồng xu năm đồng 5 xu xuống sàn nhà để Trần Yến đi tìm. Tuy nhiên thì không cho phép cô ấy Sờ trên mặt đất. lần sờ trên mặt đất. Và bên cạnh đó thì còn mang những cái đồng 1 xu, 2 xu, 3 xu để lần lượt ném ở trên sàn nhà và bảo cô ấy dùng tay để phân biệt giá trị của đồng xu để luyện tập cái xúc giác cho Trần Yến. Thì bà lão còn yêu tha bà lão còn Cái hay bảo cái cô chỗ ấy này ngày mai cái chỗ này hay nhỉ, ví dụ như là đấy ném từng vâng. đồng một, đồng hai, đồng ba, đồng đúng đấy, ví dụ nhiều khi mình đưa tiền cho cái người mù nhá, bố hỏi đồng này là đồng nào, 50 hay ôi người ta sờ ta biết đấy ạ. Thế ạ? Em Sợ biết là thấy ô cái người một mù cái đồng nhá, polymer nó giống nhau đó nhỉ? đấy thế mà sờ là Vâng, biết có ngay độ đồng to này. dài khác nhau một chút thì vâng. Cái xúc giác của họ rất là tốt. Vâng. Để là luyện tập cái xúc giác cho Trần Yến, bà lão bảo cô ấy luyện tập xe chỉ luồn kim, nói chung là luyện tập sâu kim thôi. Đối với một cái trẻ em bị mù như Trần Yến thì cái việc sâu kim e là quá khó khăn rồi. Tay trái của Trần Yến thì cầm cầm lỗ kim, tay phải thì cầm đầu sợi chỉ sâu vào không ngừng liên tục sâu vào ở trong lỗ kim. Ban đầu thì nửa tiếng sâu được một cái. Sâu được một lỗ, sau khi thành thục ấy thì cứ 2 phút là sâu được, là có thể sâu được một lỗ rồi, sâu được một lỗ kim. Trong sự Tính vào như nào, tính trong sự cho tính vào chúng cái sự tập khu luyện khởi tư nghì, tức phi là bất khả tư khu nghì đây này, khởi bất khả tư nghì có nghĩa là không không thể thể bàn 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 tán, không thể bàn luận được và không có gì so sánh được và cái sự luyện tập về thính giác và xúc giác kỳ diệu này không thể tưởng tượng được. đã khiến cho cái sự luyện tập xúc giác và thính giác này không thể tưởng tượng được này đã khiến cho Trần Yến đã khiến khiến cho Trần Yến khi mà so sánh với những cái người mù thông thường thì đã có rất là nhiều điểm nổi bật hơn người. Cô ấy biết bơi, biết đạp xe, thậm chí là biết đi xe lăn, đi xe một bánh. Đây là xe một bánh còn biết đi nữa Một thế ạ, bánh kinh đau lớn lên nhé. đó. Trần Yến chưa sở tôi in nhuê khẩn khả thiên trị.
学过很多乐器，自打学调琴开始，他每天总是13、4个小时泡在钢琴边，仔细仔细摸，用心记，学调律还必须会修琴，一个盲人手拿锤子，钉钉子，用炮子泡木头。受伤总是难免的。那段时间，他手上就没有一块好肉。4年学习，陈燕掌握了最先进的钢琴调律技术，但满怀信心的他，马上遭遇了残酷的现实。当时国内的人还无法接受盲人调律师。已经调琴师，调律师，调琴师，调琴师，调琴师几经周折，一家琴行才经过种种考核后，同意录用他。từ nhỏ Trần Yến đã rất là thích âm nhạc, đã từng học rất là nhiều loại nhạc cụ. Bạn cái lúc mà bắt đầu tự học chơi khéo chính là bắt đầu học điều điều âm thanh của đàn piano thầy chỉnh âm À. khéo chính chỉnh đàn đấy, nhất kéo ra điều chỉnh. lúc mà bắt đầu học chỉnh đàn piano cô ấy mỗi ngày đều dành Ở thời bên cái gian ngồi bên đàn 13 đàn 14 tiếng đồng hồ. nó sẽ cánh mai Mua rồi hay là sò thì nó là nói gì nhỉ? Cẩn thận. giờ thật kỹ Sò thật kỹ, chú ý ghi dùng nhớ. tâm trí để nhớ, dùng tâm trí để ghi nhớ, học cái khéo luyện điều luật à thầy? Là Điều âm luật à? đúng Không thầy. luật điều chỉnh Quy tắc là điều chỉnh. thì còn nhất định là phải học sửa đàn nữa. Học quy luật điều chỉnh đàn thì cần nhất định biết sửa đàn. Một người mù như cô ấy, một người mù cầm cái búa, Ủa? Để đinh đóng vào chữ, đinh. đinh chữ ở đây gì? Tiên là gõ là đóng đinh, tiên tiên chữ là đóng đinh mà. Đóng đinh, cầm cái búa đóng đinh, dùng bào để dùng bào để bào gỗ. Cái việc bị thương là khó tránh khỏi. Thời gian thời điểm đó thì trên tay cô ấy luôn đầy vết thương, có nghĩa là không có cái chỗ thịt nào tốt đẹp cả, thì Còn có nghĩa nguyên là vẹn, dịch như thế, đúng rồi, chỗ nào cũng đầy vết thương, chi chít dịch vết khác thương. thôi chứ ai mà dịch được Chính trên chính tay quân cô đi xa. ấy Không. Cái pháo tử hay sức pháo tử Không thì cũng có dùng thể dùng là dùng pháo tử Mai pháo ơi. Mai cũng có là thể là trên tay thì không còn chỗ nào lành lặn được cũng được. Vâng. Trên tay cô ấy đầy vết thương hoặc là trên tay cô ấy không còn chỗ nào lành lặn, đúng rồi, hợp cái ý của thầy hợp hơn đấy. Bao chữ. Bảo tử là cái bào mà. Cái bao đúng không? Bốn năm học. Chào Đọc mừng bao quý. chữ thì lại thành màn thầu mất tiêu rồi. Đúng Không. Trong ngữ cảnh người ta phải hiểu. rồi. Dùng bào tử bào bào mù Mù thầu, thấu, bao mù thấu chứ nó tưởng. phải trong ngữ cảnh thì mới hiểu được, từ đây để trong ngữ cảnh thì không thể dịch là màn thầu được. Sư mán thầu. Ví dụ tha ấy, lão sư tha sư hẳn một cái xoay đờ rấn, tha sư nán rấn, a khấn sư cơ hẳn theo lên đờ rấn, tha sư nữ rấn. Đây. Cần Dùng hiểu bây bay chữ ly. của mình thử dịch. Đâu Đọc chưa nhỉ, chỗ này đọc chưa nhỉ? rồi. 6 năm học, 4 năm Trần học. Yến Học 4 năm thôi. 4 năm học, Yến đã nắm được cái kỹ thuật điều luật của đàn dương cầm tiên tiến nhất. Không, Mai ơi, cái chỗ mà dùng bao chữ bao mù thấu tức là dùng cái tức là dùng 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 cái bào đấy mà bào gỗ đấy ạ. À? Vâng, dùng cái bào để Vâng, bào em dịch gỗ. dùng bào bào gỗ mà. Đúng rồi, vâng. Thầy, đây là dùng búa để đập
dùng bào để Tức là bào cả nhà gỗ ơi thế này, là cả nhà ơi tức là thế được này. chấn thương là không thể tránh Không. khỏi. Để nói cho cả nhà biết là tại sao để mình hiểu được cái bài này một cách nó nhanh chóng hết. Nhất ở Việt Nam ta cũng thế, có một số người ta gọi là cái gì đó là cái người sửa đàn đấy ạ. Thì trong đây người ta gọi rằng là theo tức là cái người sửa đàn, hoặc là ví dụ trong miền Trung Tây Nguyên đấy, người ta còn có cả cái thợ đi sửa cồng chiêng nữa. Thế thì khi mà cái người sửa đàn này này, tức là người ta đến người ta nghe cái âm thanh, thì ví dụ lắm khi người ta có cái từng nốt một, nốt cao nốt thấp như thế nào mà người ta không chuẩn đấy, thì người ta chỉ cần dùng một số những dụng cụ riêng của người ta điều chỉnh, hoặc người ta bào bớt đi, hoặc ta điều chỉnh đi thì nó trở về cái âm thanh chuẩn. Thế vì vậy, hoặc là ví dụ ông cồng chiêng chẳng hạn ấy, ông chỉ cần gõ 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 vào cái núm của nó thì từ cái âm thanh mà nó dè hoặc nó sao nó điều chỉnh âm thì cuối cùng là trở thành cái âm thanh nó tốt. Thế cho nên là cô này cô ấy khi mà cô ấy dùng để mà chỉnh cái âm thanh này này thì cô ấy phải, vì cô ấy mù ấy, thế cho nên là, mà kể cả những người sáng mắt cũng thế, đều phải dùng cái bào để mà lắm khi mà lượt qua những cái ví dụ nặng nhẹ hoặc là những cái chỗ mà cái gỗ nó không cần thiết người ta phải sửa đi ạ. Đấy gọi là cái người sửa âm đấy ạ, và chỉnh âm đấy ạ. Đây ạ. Sau này cái danh từ mới của mình ấy, sau này ví dụ như là của mình mới bây giờ, cái thời giới trẻ bây giờ người ta gọi có DJ, thế là chính là cái sửa nhạc ấy, tức là cũng cùng một cái bản nhạc ấy, nhưng người ta cho cái tiết tấu nặng nhẹ lên xuống như thế nào, hoặc là nhanh chóng nhanh chậm nào để cho nó sôi động lên, gọi là DJ đấy Kiểu nữ ạ. dây. Vâng, để cho cả nhà biết cái ngữ cảnh để cho mình nó dễ hiểu bài. Và Chưa chọn. Thầy nói xong rồi. Sau 4 năm học tập thì Trần Yến đã nắm được những cái kỹ thuật chỉnh đàn dương cầm tiên tiến nhất. Tuy nhiên cái người Đăng tràn đầy chín tự là tin của cô piano đấy ấy, à? Dương tầm à? đàn piano Vâng. đấy, kỹ thuật điều luật kỹ thuật điều chỉnh đàn piano tiên tiến nhất. Tuy nhiên cái người mà tràn đầy tự tin như cô ấy thì lại ngay lập tức đã gặp phải những cái sự thực rất là tàn khốc. Thời điểm đó mọi người thì không chấp nhận người điều chỉnh người chỉnh đàn là người mù. Trải qua rất là nhiều lần Dây vò gặp rắc rối. Châu chứa là trục trặc rắc rối đấy. dạ. Nhiều lần gặp rắc rối thì một công ty, cái này là 9 kháng. 9 kháng ở đây thì dịch là công ty đàn piano à? Công Ty ty đàn piano đúng hay không? là gì? Công ty đàn, À thầy. công ty đàn. Thì là một công ty làm trong là một công ty đã qua rất là nhiều lần kiểm tra. Thông qua rất là nhiều lần kiểm tra đã thu nhận cô ấy. Tuyển dụng, lưu dụng, tuyển dụng. Tuyển dụng. 9 tháng đây là cái cửa hàng bán đàn piano đấy Vâng. Lưu chin. Đúng rồi, em thấy là ngày xưa cửa Vâng. hàng. Tiếp. Lưu Chin, Trần Nhàn khao chi sư ý chinh chạy, đeo chín chư gơ chuyên thư Kéo. lý, mà Kéo cầu. theo chín chư gơ chuyên thư lý, chuẩn chu là mình chỉ, ta chàng, ba chàng tua cơ, căng chín lính chàng, sú chi ý xin, bình nâng chí kỳ sứ pha xen, ý xảng, in chuẩn tờ lính chàng, theo chu trông trệ đó, in lưu, tao mù chén. Tha ý cậy sang quan cơ cha thính tờ căng chín chùa của theo in. Tha dùng tự chỉ tờ xín động sứ xen là tha tờ lý xảng. Rằng chén sư chia tâu chư đạo. Đến Rằng của chén của rấn tâu chư đạo. Mang rấn hoàn chén khởi ý. Chúng sư căng chín theo lưu công chùa. Hiện nay Trần Yến thì có thể dựa vào cái kỹ thuật của mình để Trần Yến dựa vào cái kỹ thuật của mình đã nổi tiếng, đã trở nên rất là nổi tiếng trong mảng lĩnh vực chỉnh đàn. Cô ấy đã ghi nhớ thuần thục hơn 8.000 linh kiện đàn piano
và còn kịp thời phát hiện ra những linh kiện ảnh hưởng đến việc ảnh hưởng đến âm chuẩn, chỉnh được cái âm chính xác. Cho đến hiện nay cô ấy đã điều âm thanh đàn, âm luật, điều âm thanh. Mai ơi, mai mai dự dạ. Chữ âm luật này là nó có âm và có cái luật của nó, ví dụ như các cái nốt đấy, ví dụ đò rê mi pha son đấy, thì ví dụ như thế là nó phải có âm và có luật ạ. Âm luật vâng. Chính xác. Và điều chỉnh âm luật chính xác và kịp thời phát hiện ra những cái linh kiện ảnh hưởng đến âm chuẩn và điều chỉnh ra cái âm luật chính xác. Cho đến hiện nay, đến hiện nay thì cô ấy đã điều chỉnh âm cho khoảng 10.000 ra điều chỉnh âm cho những cho các cái đàn gương dương cầm của khoảng 10.000 gia đình. Cô ấy đã những cái hành động mà những cái việc làm mà cô ấy làm thì đã thực hiện được cái giấc mơ của cô ấy, đó là khiến cho mọi người ở trong nước đều biết đến. Người mù hoàn toàn có thể làm được cái công việc điều chỉnh âm luật của đàn dương cầm. Chỉnh đàn. Người mù có thể hoàn toàn có thể làm được công việc chỉnh luật cho đàn dương cầm. Thợ sửa đàn đấy ạ, cứ gọi là thợ sửa đàn. Vâng. Sửa đàn. Nó sửa đàn. Đúng đúng là gọi là sửa đàn đấy. Nghe thì tưởng là đơn giản và tưởng là nó không có gì, nhưng mà đấy là San thứ san, lão lão, vì sao mà yêu nỗ lực khai phá trấn yên đó, tinh chế và chủ chế. Bà lão tại sao lại nỗ lực khai phá ra cái khai phá cái khả năng thính giác và xúc giác của trần yến. Si trấn yên nhúng nhuyễn than bố tàu quang minh, là trần yến thì mãi mãi không thể nhìn được ánh sáng. Lão lão sư chẩm mèo, lão lão sư chẩm mèo suy lên trần yên đó. Bà lão thì đã rèn luyện cho trần yến như thế nào. Đi y khai sử chiêu răng tha khao khảo thinh chế cháu lụ, khi mà mới bắt đầu thì đã để cho cô ấy tập đi bằng cách dựa vào thính giác. Vì là xuế khang chín thảo lụ trấn nhận si chẩu chỉ sầu chinh tráng huy sầu sang, để học điều luật, để học chữa đàn dương cầm thì Trần Yến tay luôn luôn tay thường xuyên bị thương. Cân chữ sang huấn xe lệ là sang trông chuyện. Theo bài văn trên thì câu nào dưới đây là đúng? A. Trần Yến sân chán chữ bù chán. Trần Yến thì thân tàn nhưng mà trí không tàn. Đây. Hay cái này, ví dụ dịch có thể nhớ này này. Sân chén chữ bù chán. Nào. Sân chán, sân chén. Sân chán phải ạ, chén mẹ phải đựng tiền. Thấy là cái sân chén đấy, sân tiền nhưng mà người không có tiền. Còn Mỹ Châu ơi, sân chén chưa bu chén. Ngoài Mỹ Châu ơi, Mỹ Châu cố gắng lên nhé. Đấy, thân tàn thì trí không tàn. Mỹ Châu chỉ chân bị tí thế thôi nhưng mà đầu óc tuyệt vời, thế là tốt rồi. Cố gắng lên. Đúng rồi, giỏi hơn đấy mà. Yeah. Mình thấy Mỹ Châu bình thường, không có cái gì là ấy cả, rất là bình thường, em rất là bình thường luôn, kể cả lời nói, giọng nói hay là cách thể hiện đều bình thường, không có cái gì khác thường cả. Ví dụ Mỹ Châu mình... nhất là những người mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn ấy thì cái sự cố gắng người ta còn càng dã man luôn đấy. Dùng từ là, thật nên là... dã man. Thực ra là nó gọi là khắc phục khó khăn đấy, nó không phải là vượt lên khó khăn đâu, nó là gọi là vượt lên khó khăn đấy. Thầy giáo đấy, đúng đấy thầy ạ. Hôm nay thầy giáo với cả nhà này, đúng là cái luật bù trừ của trời đất tạo hóa đấy. Ví dụ như là nhà chùa đã chứng kiến là ngày xưa có một cái cụ mà cụ bị mù nhá, nhưng cụ thái bèo ấy, tức là ngày xưa chăm lợn ấy, cụ thái bèo nhanh và nhỏ, không còn tinh hơn cả cái người mắt thường đấy ạ. Bà cứ thế bà cầm mà bà thái dao mà mình nhìn thấy ái ngại, mình nhìn thấy hãi luôn. Mù mà đi thái bèo, để chuyên thái bèo thuê, cả xóm nhờ đến nhờ bà thái bèo thuê cho ạ.
Gần nhà em giỏi có anh giàu nhất khu, năm cái nhà, cái khu tập thể nhà em có mỗi tay chuyên chuyên à. chuyên luyện 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 thi dạy văn, anh Cường, thầy À, Cường người văn. ta có một tay thôi nhưng mà người ta có thể rằng là thuê Cơ được mồm nhiều nói người, nhanh lắm. người ta có thể thuê được nhiều người để mà chung tay vào để mà giúp người ta, cũng như là Mỹ Châu ơi, Mỹ Châu không đi được, Mỹ Châu có thể khiến cho nhiều người đấy có thể đẩy Mỹ Châu được đi đến cái cuộc sống cũng như bến bờ hạnh phúc của mình, cố gắng lên chứ, phải không? Thực ra khi mà người bình thường ấy, khi mà có mọi thứ thì lại không biết trân trọng đâu, nhưng mà có những người mà họ gặp hoàn cảnh khó khăn ấy, họ vượt lên khủng khiếp lắm, đa phần là thế đấy Mỹ Châu ạ. Bởi vì khi mà mình cảnh của mình ấy thì mình mới bứt được, chứ mình không có hoàn cảnh chứ chắc mình bứt được như thế đâu. Thầy giáo ơi, Dạ. alo, thầy giáo đã bao mấy cả Mai mấy cả Hằng bao giờ đã nghe cái câu là để cho con người ta phải chấp nhận cái thực tại, và nhiều khi cái thực tại nó chỉ có thế thôi, thì người ta phải chấp nhận và người ta phấn đấu vươn lên đấy ạ. Ví dụ như là miền Bắc của chúng ta có một câu rất hay, đó là Mai Mai đã từng nghe bao giờ là miếng ớt chay đánh lừa bữa cơm, à miếng ớt cay nhé, đánh lừa bữa cơm chay. Bữa cơm chay đây không phải là cơm chay trong nhà Phật đâu, mà cơm ngày xưa là không có cái gì. Thế cái người bố ta thì ngày xưa bố ông bà ta vất vả lắm, thế đi cấy đi hái về thì bụng thì đói rồi, nhưng mà mâm cơm có cái gì đâu, thế thì chỉ còn mỗi cái một tí cơm một tí rau thôi. Lúc này thì là thậm chí là lấy cái quả ớt thật cay đấy để cắn một cái miếng ớt nó thật là cay vào trong miệng, và lấy cái cớ để va cái miếng cơm vào trong miệng nó thật nhanh và ăn để cho nó no bụng đi. Thế miếng ớt cay đánh lừa bữa cơm chay, thế cơ mà. Cho nên là nhiều khi đấy như vừa nãy Mai nói đấy, trên trên mâm cơm của mình chẳng có gì cả, có mỗi tí rau và tí ớt thôi, thường khi con người ta lại trở thành một cái bữa cơm no và thậm chí là ăn nhanh, và người ta sẽ ăn rất là hiệu quả, còn hơn là mâm cao cỗ đầy ngồi mấy tiếng đồng hồ không xong bữa thì chẳng biết gắp món gì. Miếng ớt cay nhé, miếng ớt cay đánh lừa bữa cơm chay, hay lắm đấy ạ. Giống kiểu Trường Vũ đi hải ngoại hát bài Liên Khúc Nghèo sao thành giàu quá. Hát Liên Khúc Nghèo mà lại 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 rất giàu bởi bởi bài hát đấy. Hôm sau ta nhớ chuẩn bị bài 4 cho tốt rồi, ta học bài này tận 3 buổi liền rồi, nó hơi sâu. Bài này là dù ta Không thế này, dạ. thầy giáo cho một ít phút ạ. Chúng ta thống nhất là như thế này, cho chúng ta thống nhất là cố gắng ngày hôm nay thì nốt cái bài ba này thôi, Mai cùng với Hằng với cả Mỹ Châu cố gắng là thôi chúng ta cắt bỏ những cái râu ria ít chuyện thôi, còn đâu là chúng ta sẽ gắng là một hôm là một buổi bài khóa, và dứt khoát là như cái hai bài đầu một một hôm là chúng ta phải xong bài tập, chứ không chúng ta cứ ba buổi một một Bye. một ngày thì nguy hiểm quá nhé. Chúng ta thống nhất như thế nhé. Vì vậy là cả lớp chúng ta Ta thực chất thì râu ria cũng tốt không sao cả, nhưng mà mình nâng cao công tác chuẩn bị là được. Chuẩn bị tốt thì tự nhiên tốc độ đọc của mình sẽ nhanh và cái câu văn mình xử lý sẽ chuẩn hơn thôi. Nhưng không 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 phải là do mình nói chuyện đâu, mà do mình chuẩn bị chưa tốt nên là nó đọc nó bị chậm. Dịch nó cứ dịch đi dịch lại, một câu dịch như 3 lần thì nó chả lâu. Mình có sự chuẩn bị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Em đang nghỉ tại đây nhá, chào cả lớp ạ. Hoàn An. Sư Lão sư再见, đại gia再见. Chào chị ạ.